Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 120. Chương 4151 bộp. Mạnh Phi Vũ đập bàn đứng dậy, tức giận nhìn Tiêu Chính Văn, anh vừa nói gì? Tiêu Chính Văn, anh đừng quá đáng. Cả Vương Vũ và Nguyệt Nhu cũng nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt nảy lửa. Ngồi xuống, Trục Nhật trừng mắt nhìn ba người họ, lạnh lùng quát. Mặc dù cơn giận trong lòng bọn họ sắp bùng nổ, nhưng ở trước mặt ông lão Trục Nhật, bọn họ nào dám làm bừa. Chỉ đành quay lại chỗ ngồi. Tiêu Chính Văn, xem ra cậu vẫn có thành kiến với bọn họ nhỉ. Trục Nhật vẫn nói với vẻ hiền hòa. Dù sao ông ta cũng là nhân vật lão làng rồi, sao đám người Mạnh Phi Vũ có thể sánh bằng. Hơn nữa, mục đích của ông lão Trục Nhật vô cùng rõ ràng, cho dù Tiêu Chính Văn có khiêu khích ông ta thế nào, thì trước khi đạt được mục đích, ông ta cũng không thể nổi giận với Tiêu Chính Văn. Dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất để ông ta lấy được bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực. Nếu Tiêu Chính Văn nổi giận rồi phá hủy bí thuật thì nguy to. Tôi không có thành kiến với bọn họ, nhưng ân oán giữa chúng tôi cũng không thể rõ trong một vài câu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn, điều này cậu sai rồi. Trục Nhật dùng giọng điệu của tiền bối để giảng giải, có câu làm gì cũng phải chừa đường lui, ba người họ đã xin lỗi cậu trước mặt mọi người rồi. Chứng tỏ bọn họ có thành ý, vậy cậu hà tất gì phải châm biếm bọn họ. Ai cũng biết Tiểu Đồng đứng ngoài cửa chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không đạt nổi binh vương cấp 1. Nói đến tư chất, 100 Tiểu Đồng cũng không thể so sánh với Vương Vũ, huống chi là Mạnh Phi Vũ. Tiền bối hiểu lầm rồi, lời tôi nói đều là thật, tư chất của bọn họ thật sự rất kém, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Tiêu Chính Văn, anh quá đáng lắm rồi đấy. Tiêu Chính Văn, Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ đập bàn bật dậy. Nhưng hai người họ còn chưa kịp ra tay đã bị ông lão Trục Nhật ngăn lại. Vương Vũ vẫn không phục, định bước lên, nhưng lại bị thanh niên trẻ bên cạnh ông lão Trục Nhật đẩy nhẹ, phun ra một ngụm máu lớn. Vương Vũ sợ hãi đến nỗi mồ hôi lạnh, dù sao hắn cũng là cao thủ đế cảnh, mà đối phương cũng có cảnh giới gần như hắn, vậy mà chỉ cần đẩy nhẹ đã có thể khiến hắn bị thương nặng. Ngồi xuống, người thanh niên bình tĩnh nói. Lúc này... Không chỉ Vương Vũ mà ngay cả Mạnh Phi Vũ cũng vô cùng sợ hãi. Chương 4152 người thanh niên trước mắt nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại là một cao thủ khó lường. Tiêu Chính Văn, tôi khuyên cậu một câu, cậu nên bỏ qua hết ân oán trước đây đi, tất cả là vì tương lai của Thiên Cung Bắc Cực. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không truyền bí thuật này ra ngoài. Đối với Thiên Cung Bắc Cực, đây là chuyện tốt, ông lão Trục Nhật cười nói. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nói rồi, ba người họ không xứng. Thấy Tiêu Chính Văn nhất quyết không chịu đổi ý, ông lão Trục Nhật khẽ nhíu mày nói, Tiêu Chính Văn, cậu như vậy thật quá đáng. Dù sao mọi người đều là đồng môn, nếu trong lòng cậu còn gì uất hận thì có thể nói ra, nếu bọn họ quá đáng thật, tôi sẽ làm chủ cho cậu, được không? Ông lão Trục Nhật ra vẻ chí công vô tư. Như thể lần này, ông ta đến đây để giúp Tiêu Chính Văn đòi lại công lý. Thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, ông lão Trục Nhật quay lại nhìn đám người Vương Vũ, nếu cậu muốn ba người bọn họ quỳ xuống công khai xin lỗi cậu, tôi cũng sẽ bảo bọn họ đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Tôi biết một câu xin lỗi không thể giải quyết hết tất cả những gì bọn họ đã làm, vì vậy, chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu, tôi nhất định sẽ cố hết sức khiến cậu vừa lòng. Tiêu Chính Văn giễu cợt, thật sao? Đương nhiên rồi, tôi luôn nói được làm được. Hơn nữa cho dù là người nhà họ Mạnh thì tôi cũng có thể tùy ý trừng phạt cậu ta, ông lão Trục Nhật vừa nói vừa nhìn Mạnh Phi Vũ. Được, vậy để ba người họ tự sát trước cửa tả tội đi, Tiêu Chính Văn chế nhạo. Nghe vậy, cho dù ông lão Trục Nhật bình tĩnh đến mức nào thì cũng lộ ra vẻ tức giận. Tiêu Chính Văn, cậu đừng nói đùa nữa. Cậu nói một yêu cầu hợp lý, tôi nhất định sẽ bảo bọn họ thỏa mãn yêu cầu của cậu, ông lão Trục Nhật nhẫn nại nói. Tôi không đùa với ông, Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Tốt, tốt lắm, không hổ là thiên tài sư đệ của tôi nhìn chúng, rất tốt. Ông lão Trục Nhật vừa nói vừa quay đầu lại nhìn ông lão Thiên Tinh. Hay cậu coi như là nể mặt tôi đi, được không? Ông lão Trục Nhật vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Ông không có thể diện trước mặt tôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng như tờ. Trước mặt mọi người mà Tiêu Chính Văn lại dám không nể mặt ông lão Trục Nhật như vậy,
từ chối thẳng mặt thì đã đành, còn dám nói lời bất kính. Tiêu Chính Văn hơi quá đáng rồi nhỉ. Đúng vậy, đại trưởng lão nói như vậy rồi là đã nể mặt cậu ta lắm rồi mà cậu ta còn dám nói lời khiêu khích. Hơn nữa, bản thân thuật phân thân kia cũng chính là bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực chúng ta, cho dù truyền cho đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực chúng ta thì sao chứ? Chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Chương 4153 đúng vậy, trước tiên truyền cho ba người bọn họ, sau này ba người bọn họ sẽ lại truyền lại cho chúng ta. Đây vốn là chuyện đạo lý hiển nhiên, Tiêu Chính Văn có tư cách gì mà độc quyền bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực chúng ta? Đúng lúc này, trong đám người của Thiên Cung Bắc Cực, một đệ tử thế hệ trẻ tuổi đứng ra, nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, theo tôi thấy, anh nên truyền lại bí thuật cho anh Vương đi. Trong thế hệ trẻ tuổi của Thiên Cung Bắc Cực, hắn ta cũng được xem là có chút danh tiếng, hơn nữa cũng có không ít bè lũ ngoan cố, chỉ là không có bất kỳ thế lực lớn nào chống lưng mà thôi. Đúng vậy, anh Trần nói rất có lý. Nếu đại trưởng lão đã nhận lời rồi, anh hà tất nắm độc quyền bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực chúng tôi. Giờ phút này, không chỉ có tên đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực vừa rồi mà không ít người xung quanh đều bắt đầu thảo luận. Thực ra, bọn họ không phải là đám người muốn giúp đỡ Vương Vũ, mà là trong mắt bọn họ, chỉ cần truyền cho Vương Vũ thì sau này Vương Vũ nhất định sẽ truyền lại cho bọn họ. Hơn nữa, hiện tại bọn họ đứng ra nói giúp cho Vương Vũ, không chỉ là đang lấy lòng Vương Vũ mà còn lấy lòng ông Lão Trục Nhật, nói không chừng, sau này còn có thể có được những lợi ích không ngờ tới từ ông Lão Trục Nhật. Nói hay lắm, Tiêu Chính Văn cười nhạt, đến trước mặt người đàn ông họ Trần. Lạnh lùng hỏi, nếu là anh thì anh có tùy ý truyền lại thuật phân thân cho người khác không? Đương nhiên, dù sao đều là đồng môn, hơn nữa, đây vốn là bí thuật mà tổ sư để lại, mọi người của Thiên Cung Bắc Cực đều có thể được kế thừa. Hơn nữa, truyền ra loại bí thuật này, sẽ càng khiến tiếng tăm của Thiên Cung Bắc Cực vang xa, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ có thể chấn hưng lại uy danh của Thiên Cung Bắc Cực. Chuyện tốt một tên chúng nhiều đích này, đương nhiên tôi sẽ làm. Người đàn ông họ Trần nói với vẻ hiên ngang lẫm liệt, giống như trận phổ của thuật phân thân kia thật sự đang nằm trong tay hắn ta vậy. Nói hay lắm, Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông họ Trần. Thực ra, lời nói đẹp thì ai cũng nói được, nhưng đó là bởi vì trong tay hắn ta không có nó. Cũng giống như một số người thường nói trên mồm là quyên góp cho đất nước hàng chục triệu, nhưng bảo hắn quyên góp 10.000 thì hắn lập tức lật lọng nuốt lời. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn căn bản không có mấy chục triệu nhưng 10.000 kia lại chính là của hắn. Trận phổ của thuật phân thân luôn đều nằm dưới nền móng của đại điện, các người đều là đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực, sao không tự lấy ra mà tu luyện. Bây giờ tôi đã lấy trận phổ ra rồi, các người lại nói đây là của mọi người, nên chia sẻ. Tôi hỏi lại cậu một lần cuối, nếu là anh thì anh có giao ra không? Tiêu Chính Văn nhìn người đàn ông họ Trần với vẻ lạnh lùng, nói. Tôi nói rồi. Tôi nhất định sẽ làm. Tôi tuyệt đối không thể vì muốn bản thân độc hưởng bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực mãi kỳ hẹp hòi đến mức đó. Người đàn ông họ Trần đứng thẳng lưng, đầy vẻ đại nghĩa. Bốp! Chương 4154 lời nói vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã vung tay tát vào mặt hắn. Cái tát này giáng xuống, chỉ nhìn thấy cả người đàn ông họ Trần bay ra xa 7-8 mét, không chỉ nửa khuôn mặt bị đánh nát mà đến nửa thân người cũng chảy ra chóc thịt, máu me be bét. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn dám ra tay nặng với đệ tử của Thiên Cung Bắc ở Thiên Cung Bắc Cực như vậy, Vương Vũ vừa định đứng dậy đã bị ông Lão Trục Nhật ngăn lại. Lúc này, Tiêu Chính Văn càng ra tay mạnh càng khơi dậy sự phẫn nộ của các đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực. Điều ông ta muốn chính là biến Tiêu Chính Văn thành mục tiêu công kích, để anh không còn chỗ nương thân. Bây giờ nói cho tôi biết, anh sẽ giao nó ra chứ? Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn rơi vào người đàn ông họ Trần. Vào lúc này, một luồng sát khí lạnh lẽo đến tận xương tủy từ trong con mắt của Tiêu Chính Văn bắn về phía người đàn ông họ Trần. Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông họ Trần không khỏi run rẩy. Chỉ cần hắn ta dám gật đầu, vậy thì thứ chờ đợi hắn ta không chỉ đơn giản là một cái bạt tai như lúc nãy nữa. Tôi sẽ không, hắn ta đã thực sự sợ rồi, từ cái bạt tai vừa rồi của Tiêu Chính Văn, không một ai đứng ra lên tiếng thay hắn. Có thể nhìn ra được cho dù Tiêu Chính Văn có giết chết hắn ngay tại đây cũng sẽ không ai đòi lại công lý cho hắn ta. Mặc dù thuật phân thân có sức hút cực mạnh đối với hắn, nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Được rồi, Tiêu Chính Văn. Lúc này,
Ông lão Trục Nhật mới mở lời khuyên giải, nếu còn làm loạn nữa, e rằng cậu sẽ không có chỗ đứng ở Thiên Cung Bắc Cực nữa đâu, vì vậy, vẫn nên nhanh chóng truyền thuật phân thân cho mọi người đi. Nói cách khác, hôm nay không truyền cũng phải truyền. Sau khi Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn những người xung quanh một vòng, trầm giọng nói, thuật phân thân này quả thực là của Thiên Cung Bắc Cực để lại. Tiêu Chính Văn tôi vốn không phải là người của Thiên Cung Bắc Cực, theo lý phải truyền nó lại cho người của Thiên Cung Bắc Cực. Anh hiểu là tốt, Mạnh Phi Vũ cười nhạt, nói. Có điều, trước đó tôi đã nói rồi, tư chất của ba người này quá kém, truyền lại cho ba tên đần độn này, không bằng truyền lại cho cậu bé ngoài cửa. Nói xong, Tiêu Chính Văn thực sự bước về phía cửa. Hai cậu bé đang đứng ở cửa bị hành động của Tiêu Chính Văn dọa cho giật mình. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn thực sự muốn truyền lại thuật phân thân tối cao của Thiên Cung Bắc Cực cho bọn họ? Đây là thứ mà những thiên tài như Vương Vũ Cầu cũng không được. Vào lúc hai cậu bé đang sững sờ, Tiêu Chính Văn duỗi một ngón tay ra chạm nhẹ vào ấn đường của cậu bé. Một đường ánh sáng vàng xuyên thẳng vào ấn đường của cậu bé, sau đó biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4155. Mọi người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không nhịn được mà sa sầm lại. Hai cậu bé kia thậm chí còn không phải là đệ tử bên ngoài của Thiên Cung Bắc Cực, hơn nữa chỉ là hai đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Với thân phận của hai người bọn họ, vĩnh viễn chỉ có thể làm người gác cửa của Thiên Cung Bắc Cực, nói cách khác, trong mắt mọi người, hai người bọn họ chính là một con chó canh cổng mà thôi. Thậm chí còn không bằng con chó. Nhưng Tiêu Chính Văn lại truyền bí thuật tối thượng của Thiên Cung Bắc Cực cho hai con chó canh cửa. Cậu Tiêu, Tiêu Chính Văn, hai người bọn họ chỉ là hai người bình thường, thậm chí còn không bằng con chó canh cửa, cậu lại truyền bí thuật phân thân cho bọn họ. Vương Vũ, Mạnh Phi Vũ và gần như tất cả mọi người có mặt đều không ngồi yên được nữa. Bọn họ người nào người nấy đều có xuất thân cao quý, vậy mà lại không bằng hai đứa con hoang không cha không mẹ. Tiêu Chính Văn, anh có ý gì, chẳng lẽ nói, với tài năng thiên bẩm của chúng tôi cũng không bằng hai con chó canh cửa sao? Vương Vũ hoàn toàn nổi giận, chỉ vào bóng lưng Tiêu Chính Văn, lớn tiếng chửi bới. Các người cũng coi như tự mình biết mình đấy. Tiêu Chính Văn đáp thẳng lại một câu. Cùng lúc đó, trên người cậu bé kia đột nhiên phát ra một đường ánh sáng vàng. Cùng với một âm thanh phá vỡ không trung cực lớn truyền đến. Gần như tất cả mọi người đều kinh hãi đến mức sững sờ. Cảnh giới của cậu bé kia đột nhiên tăng lên liên tiếp, từ cảnh giới binh vương, vượt qua cảnh giới chiến thần, cảnh giới chủ soái, cảnh giới thiên vương, cuối cùng leo thẳng đến cảnh giới nhân hoàng. Nói tư chất của các người quá kém, các người còn có ý kiến nữa không? Cậu bé mới có mấy tuổi, đã là cao thủ cảnh giới nhân hoàng rồi, tất cả các người ở đây, ở độ tuổi này của cậu bé, ai đã có tu vi cảnh giới nhân hoàng chưa? Tiêu Chính Văn chỉ tay vào cậu bé vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, nói. Tiêu Chính Văn, cậu, vậy mà cậu lại thà truyền lại bí thuật tối thượng của Thiên Cung Bắc Cực cho một đứa con hoang, cũng không chịu truyền lại cho chúng tôi. Từng lời của trách giận dữ vang lên hết đợt này đến đợt khác. Giờ phút này, ngay cả những đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực xung quanh cũng không thể ngồi yên. Con hoang, Tiêu Chính Văn cười, quay đầu lại nhìn về phía ông lão Trục Nhật, nói, theo tôi được biết. Tiền bối Trục Nhật trước khi gia nhập Thiên Cung Bắc Cực cũng mất cha mất mẹ, mất đi tất cả người thân, đúng không? Nếu nói đứa trẻ trước cửa là con hoang, vậy ông lão Trục Nhật là gì? Có thể nói, đây là mắng cả bọn họ và cả ông lão Trục Nhật. Cậu, ngay cả Vương Vũ cũng giận xanh mặt nhưng lại không đáp lại được. Ngay cả ông lão Trục Nhật đang ngồi ở vị trí chính giữa, sắc mặt lúc này cũng vô cùng khó coi, rất lâu sau, ông ta mới hít một hơi thật sâu và nói, được. Làm tốt lắm, đó chính là cái gọi là mọi người đều bình đẳng. Mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt ông lão Trục Nhật đã cuồn cuộn sát khí. Chương 4156. Bỗng chốc, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, vô số cặp mắt giận dữ nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Ông lão Thiên Tinh và ông lão Thiên Nguyệt cũng biết đứng sau ông lão Trục Nhật và người thanh niên kia, để sau khi hai bên khai chiến, có thể nắm bắt cơ hội ngay lập tức. Ông lão Trục Nhật dường như cũng cảm nhận được hành động của hai vị sư đệ, sát khí trong mắt cũng dần tiêu tan, sau đó mỉm cười nói, thôi được, nếu cậu Tiêu đã từ chối thì cũng không cần cưỡng ép. Thật đáng tiếc, trong tay cậu Tiêu vốn đã có trận phổ của thuật phân thân, nếu cộng thêm khí vận đan trong tay tôi thì sẽ đạt được kết quả gấp bội.
Nếu cậu Tiêu không muốn truyền lại thuật phân thân cho ba người họ, vậy thì chỉ có thể bỏ lỡ khí vận đan này thôi. Ông lão Trục Nhật vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ. Mặc dù chiếc hộp gỗ này được gia công đơn giản, nhưng năng lượng màu tím tràn ngập trong hộp đã lan ra cả không gian trong chốc lát. Khí tức mạnh mẽ này, cho dù chỉ có một viên, cũng có thể khiến Tiêu Chính Văn đột phá lên đế cảnh trong nháy mắt. Đám đệ tử bên dưới càng thêm sững sờ. Bọn họ mới chỉ được nghe nói về khí vận đan, chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Dù sao đó cũng là một loại đan dược cao cấp, ở Thiên Cung Bắc Cực cũng chỉ có tổ sư từng giữ mấy viên, hơn nữa, ba viên đó lần lượt được trao cho ba người Nhật, Nguyệt, Tinh. Kể từ đó, ngay cả Thiên Cung Bắc Cực cũng chưa từng xuất hiện lại loại đan dược cao cấp này. Sư huynh, sao khí vận đan lại ở trong tay huynh, ông lão Thiên Tinh nhìn ông lão Trục Nhật với vẻ bất ngờ. Tờ trên hộp gỗ, rất dễ để nhận ra đây chính là vật thất lạc của Thiên Cung Bắc Cực. Đây là thứ tổ sư của Thiên Cung Bắc Cực để lại, hơn nữa chỉ có mấy viên, không ngờ tất cả đều nằm trong tay ông lão Trục Nhật. Lúc tôi rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực, đã mang theo thứ này. Lần này vốn định đem mấy viên khí vận đan trả lại cho Thiên Cung Bắc Cực, nhưng, nói đến đây, ông lão Trục Nhật chợt đứng lên, nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Thực ra tác dụng của loại đan dược này không tầm thường, nhưng mỗi người chỉ được uống một lần, nếu uống lại sẽ mất đi tác dụng ban đầu, tương đương với việc phung phí của trời. Nếu không, ông lão Trục Nhật cũng sẽ không đưa ba viên khí vận đan còn lại về Thiên Cung Bắc Cực. Sư huynh, khí vận đan này là vật hiếm có, vô cùng quan trọng với Thiên Cung Bắc Cực. Hy vọng sư huynh, ông lão Thiên Tinh còn chưa kịp nói xong, ông lão Trục Nhật đã liếc nhìn đám người Mạnh Phi Vũ rồi nói, hai. Vốn định cho Tiêu Chính Văn một viên, rồi cho Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ mỗi người một viên. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn không chịu truyền lại trận pháp thì ba viên đan dược này tôi sẽ đưa cho ba người bọn họ, cũng coi như là đền bù cho ba người họ. Chương 4157 nói xong, ông lão Trục Nhật nhìn Tiêu Chính Văn đầy ẩn ý. Ý của ông ta rất rõ ràng, nhân lúc đan dược còn chưa đưa cho người khác, Tiêu Chính Văn hối hận vẫn kịp. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn khí vận đan, xua tay nói, thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với loại đan dược này. Tiêu Chính Văn không phải người hay đau ốm, cho nên anh không quan tâm đến chuyện uống đan dược. Dựa vào đan dược để tăng tu vi, giống như xây một tòa lâu đài trên không trung, chẳng có tác dụng gì, dù sao kinh nghiệm và tu vi có được từ thực chiến vẫn đáng tin hơn. Nhìn thấy bóng lưng dứt khoát của Tiêu Chính Văn, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng sửng sốt. Đó là khí vận đan đấy, là bảo vật tìm cả thành Thiên Đô này cũng không có. Lúc mọi người còn đang sững sờ, cậu bé ở cửa liền chạy theo ra ngoài. Lý Tử Dương thấy vậy, cũng đi theo Tiêu Chính Văn. Sau khi đuổi kịp Tiêu Chính Văn, Lý Tử Dương quay đầu lại nhìn cậu bé còn đang ngẩn ngơ, cười nói, anh Tiêu, anh có biết loại đan dược đó hiếm đến mức nào không? Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của Lý Tử Dương, Tiêu Chính Văn lắc đầu nói. Võ đạo không có đường tắt, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Dùng đan dược để nâng cao cảnh giới chẳng có tác dụng gì cả. Anh Tiêu, chắc anh không biết, khí vận đan này không chỉ có thể nâng cao cảnh mới mà còn có thể nâng cao tu vi, đây mới là điều hiếm có. Ngay cả đại đế cũng phải sáng mắt khi nhìn thấy khí vận đan. Lý Tử Dương vội vàng giải thích cho Tiêu Chính Văn. Tôi không có hứng thú. Tiêu Chính Văn xua tay. Lúc này, thiên tượng hướng quảng trường đột nhiên thay đổi, vô số đám mây lành tụ lại, sáng rực cả bầu trời. Lý Tử Dương hít một hơi thật sâu. Có người đột phá lên cảnh giới đế cảnh cấp 2 rồi. Đám người Vương Vũ đã uống khí vận đan, hơn nữa, không chỉ một mình Vương Vũ, mà cả Nguyệt Ngu và Mạnh Phi Vũ cũng đã đột phá. Ba người đột phá lên đế cảnh cùng một lúc, đặc biệt là Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ đã đạt cảnh giới đế cảnh cấp 3, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Dường như cả thành Thiên Đô đều đang tập trung sự chú ý về Thiên Cung Bắc Cực. Anh Tiêu, nếu bọn họ đột phá tiếp sẽ gây bất lợi cho anh, Lý Tử Dương nhíu mày, lo lắng nói. Vừa rồi Tiêu Chính Văn đã sỉ nhục bọn họ vô dụng, bây giờ bọn họ đã đột phá, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, phía sau bọn họ còn có ông lão Trục Nhật chống đỡ, đừng nói là Thiên Cung Bắc Cực, mà cả thành Thiên Đô này cũng không có ai dám không nể mặt ông lão Trục Nhật. Chương 4158 ngay cả Thanh Liên cũng đã chú ý tới khí tượng phía Thiên Cung Bắc Cực,
đồng thời trong lòng cũng thầm lo lắng cho Tiêu Chính Văn. Dù sao trận pháp phân thân cũng nằm trong tay Tiêu Chính Văn, do Tiêu Chính Văn quyết định, bà ta sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Tiêu Chính Văn, nếu bây giờ cậu hối hận thì vẫn còn kịp đấy, ông lão Trục Nhật cầm hộp gỗ trong tay, kiêu ngạo nhìn Tiêu Chính Văn. Ông ta vừa cho Tiêu Chính Văn thấy tác dụng của khí vận đan thông qua đám người Vương Vũ, nếu đổi lại là người khác, e rằng đã quỳ xuống cầu xin ông ta rồi. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng nói, tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với đan dược. Nói xong, Tiêu Chính Văn rời đi mà không quay lại. Hôm nay bị Tiêu Chính Văn từ chối mấy lần liên tiếp, trên mặt ông lão Trục Nhật cũng lộ ra vẻ tức giận. Tiền bối, để tôi đi giữ hắn lại, người thanh niên bên cạnh ông lão Trục Nhật đứng lên nói. Không cần vội, mấy ngày nữa tự khắc sẽ có người xử lý cậu ta, ông lão Trục Nhật thấp giọng nói. Đám người Vương Vũ lúc này đều đang trong hư không, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn. Sau khi cảm nhận được sức mạnh to lớn trong cơ thể, bọn họ đã tìm lại được sự tự tin lúc trước. Đế cảnh cấp 1 không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, không đồng nghĩa với việc đế cảnh cấp 3 cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ là nhân hoàng cấp 9, chênh lệch hai bên quá lớn, bốn cảnh giới nhỏ nhưng lại vô cùng khác biệt. Tiêu Chính Văn, trong Thánh hội Vạn Tông, tôi nhất định sẽ trả lại hết nỗi nhục này, Vương Vũ nắm chặt tay, ánh mắt đầy sát ý. Sau khi ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực, Tiêu Chính Văn nhanh chóng về thành Đại Phong. Thấy Tiêu Chính Văn dẫn theo một cậu bé kỳ quái, Tần Lương Ngọc nhíu mày nói, đứa trẻ này là ai? Dù sao ở vùng ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn cũng không có gia đình, càng không có tình nhân, sao đột nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ 6-7 tuổi? Nó là cậu bé canh cửa ở Thiên Cung Bắc Cực, sau này, để nó ở lại Nguyệt Hoa Các đi, Tiêu Chính Văn nhìn cậu bé phía sau. Tần Lương Ngọc liếc nhìn cậu bé kia, thấy cậu bé cũng khỏe mạnh kháu khỉnh, liền bước lên trước, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, sau này cháu ở lại Nguyệt Hoa Các nhé. Vâng, cậu bé gật đầu rồi quay lại nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ cảm kích. Đi đi, sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho cháu, Tiêu Chính Văn xua tay. Sau đó quay sang nói với Tần Lương Ngọc, người của Điện Thần Long tập hợp đủ chưa? Đủ rồi, chỉ là gần đây, ông Lưu không sống thật không dễ dàng, Tần Lương Ngọc cười nói. Ồ, sao thế, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Bởi vì giới thế tục đang rất lớn mạnh ở thành Đại Phong, nhiều nơi xung quanh thành Đại Phong được mở rộng, xây dựng các tòa nhà cao tầng, thậm chí đất của tổ tiên Lưu Bá Ôn cũng bị chiếm dụng, ông ta vui được mới là lạ. Chương 4159 thân phận của Lưu Bá Ôn ở thành Đại Phong rất đặc biệt, đừng nói là chiếm đất của ông ta không đi chiếm đất của người khác đã là tốt lắm rồi. Nhưng kể từ khi chi nhánh của Điện Thần Long chuyển đến, hơn một nửa ngôi nhà của Lưu Bá Ôn đã bị chiếm dụng. Chỉ cần ông ta không gây chuyện là được, đi thông báo cho bọn họ, chúng ta cùng đến thành Thiên Đô. Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Thật ra lần này trở về thành Thiên Đô. Tiêu Chính Văn không hề có ý định dùng thế lực của Điện Thần Long để đàn áp Thiên Cung Bắc Cực, mà chỉ định giúp đỡ mọi người trong Điện Thần Long nâng cao tu vi ở Tử Hà Cốc của thành Thiên Đô. Bên phía Tử Hà Cốc hoàn toàn khác với số đông, không chỉ có tốc độ trôi đi của thời gian chậm hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài, hơn nữa bản thân còn thuộc vào một trong số những linh mạch của thành Thiên Đô, có sự tăng cường về vận khí. Là một nơi cực kỳ tốt đối với việc nâng cao tu vi của mọi người trong thế tục. Hơn nữa lúc Tiêu Chính Văn rời khỏi thành Thiên Đô thì Lý Bạch và Long Ngao đã qua đó đi tiền trạm rồi. Mấy chiến lực chủ chốt của Điện Thần Long như Viên Thiên Canh, Trần Huy Tổ và cả Long Nguyệt, Long Hình cũng đều tập trung ở thành Đại Phong. Còn về những người khác, tu vi vốn dĩ chẳng đáng là gì, vậy nên đành ở lại đội thứ hai. Dù gì lần này Tiêu Chính Văn cũng định làm tới cùng, để mọi người cùng nâng cao tu vi một lượt. Mà bản thân Tiêu Chính Văn cũng đã có ý định đột phá từ lâu, chỉ là vẫn luôn áp chế tu vi không đột phá mà thôi. Một hàng mười mấy người Tiêu Chính Văn đáp không chung, tiến về phía thành Thiên Đô. Thật sự không ngờ cậu lại nhúng tay vào thành Thiên Đô. Nơi đó là thủ đô thứ hai của Đông Vực đó. Có điều tôi cũng nghĩ kỹ rồi, Nguyệt Hoa Các chúng tôi cũng gia nhập vào trong Điện Thần Long của cậu. Tần Lương Ngọc vừa thốt ra lời này. Ngay cả Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ cũng hoàn toàn kinh ngạc. Bởi vì Tần Lương Ngọc không chỉ đại diện cho Nguyệt Hoa Các mà còn là cả thành Đại Phong. Cũng có thể nói, từ giây phút này trở đi, thành Đại Phong cũng đã trở thành địa bàn của Điện Thần Long,
đối với Điện Thần Long mà nói thì đây là một tin quá tốt. Và lại, Tần Lương Ngọc đã khôi phục lại tu vi đại đế, có sự gia nhập của bà ta, Điện Thần Long chẳng khác gì sở hữu được chiến lực đỉnh cao. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Tần Lương Ngọc, nói chị Tần, chị là thành chủ của thành Đại Phong, gia nhập vào Điện Thần Long, chị sẽ không hối hận chứ? Đương nhiên không hối hận, ngay cả cái mạng này của tôi cũng là cậu cho, có cái gì đáng để hối hận cơ chứ? Tần Lương Ngọc hết sức kiên định nói. Tiêu Chính Văn hài lòng gật đầu, nói, nếu đã như thế thì khi diễn ra Thánh hội Vạn Tông cũng chính là lúc chúng ta khiến cho bốn phương phải chấn động. Với thực lực của Điện Thần Long, dù là một số thế lực lâu đời cũng không thể không nhìn Điện Thần Long bằng con mắt khác. Lúc này, bên trong Huyền Thiên Đạo Cung, một nam thanh niên đang bừng bừng khí thế tiến lên cảnh giới nhân hoàng. Hứa Tinh Nhi cùng với đám con cháu thế gia đều đang yên tĩnh quan sát nam thanh niên bên dưới. Đồng thời, Trương Lăng Phong lúc này cũng đang siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn nam thanh niên kia chăm chăm. Chương 4160 hắn chỉ còn cách cảnh giới nhân hoàng có một bước chân. Nếu như không phải tiến vào Huyền Thiên Đạo Cung, có được bí pháp lưu truyền thì tốc độ tu luyện của hắn còn lâu mới nhanh được như vậy. Thanh niên đang xung kích với cảnh giới nhân hoàng kia chính là Khổng Thiên Tường của nhà họ Khổng. Cùng với một tiếng vang cực lớn, một luồng khí tức đáng sợ cũng dao động bên trong Huyền Thiên Đạo Cung. Cùng lúc này, Khổng Thiên Tường cũng trợn trừng hai mắt, đôi mắt khinh thường thế gian cũng lập tức lóe ra tia sáng. Cảm nhận được cỗ sức mạnh khủng bố bên trong cơ thể, hai nắm đấm đang siết chặt của Khổng Thiên Tường cũng vung ra một luồng sóng khí ngay sau đó. Trực tiếp san phẳng một ngọn núi nhỏ phía đối diện, sức mạnh của cảnh giới nhân hoàng quả nhiên hết sức khủng bố, Khổng Thiên Tường nói đầy cảm khái. Chúc mừng sư huynh Khổng, chúc mừng sư huynh Khổng đột phá lên cảnh giới nhân hoàng. Với độ tuổi của sư huynh Khổng, đạt tới cảnh giới nhân hoàng rõ ràng là một kỳ tích. Từng tiếng chúc mừng vang vọng khắp cả Huyền Thiên Đạo Cung. Dù gì Khổng Thiên Tường cũng là người đầu tiên đặt chân tới cảnh giới nhân hoàng trong số những người bọn họ. Sư muội hứa, không cần phải như thế, chẳng tới mấy ngày nữa, mọi người cũng có thể đột phá lên cảnh giới nhân hoàng rồi. Khổng Thiên Tường ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ cao ngạo. Dù gì hắn mới hơn trăm tuổi đã trở thành cao thủ nhân hoàng, chuyện này cũng không thường xuyên được gặp ở vùng ngoài lãnh thổ. Khổ luyện mấy tháng mà đã có thể đột phá lên cảnh giới nhân hoàng, chắc chắn ngoại trừ Huyền Thiên Đạo Cung ra thì không còn nơi nào có thể khiến cho tu vi của chúng ta tăng nhanh tới vậy. Những lời này của Khổng Thiên Tường phát ra từ tận đáy lòng. Lúc này, hắn cảm thấy khắp cơ thể mình, mỗi một sợi lông đều căng đầy sức mạnh. Theo hắn thấy, với tu vi bây giờ của hắn, chỉ cần rời khỏi Huyền Thiên Đạo Cung thì chắc chắn sẽ kinh động thiên hạ. Nghĩ tới đây, Khổng Thiên Tường mới lên tiếng như có tâm tư, cũng không biết bên ngoài bây giờ ra sao rồi. Từ khoảnh khắc tiến vào Huyền Thiên Đạo Cung, mấy người bọn họ đã cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không có chút thông tin gì về mọi chuyện xảy ra bên trong thế tục, càng không biết Tiêu Chính Văn đã lãnh đạo Điện Thần Long tiến vào vùng ngoài lãnh thổ. Chương 4161 cũng không biết Lương Cảnh Long bây giờ ra sao, có phải cũng đã đột phá lên cảnh giới nhân hoàng rồi hay không, lúc này, mấy người Hứa Tinh Nhi mới nghĩ tới Lương Cảnh Long vẫn chưa tiến vào Huyền Thiên Đạo Cung. Hai người Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong bên cạnh rõ ràng đã bị bọn họ loại trừ ra bên ngoài rồi, thậm chí căn bản chẳng có ai tiến lên trước bắt chuyện với bọn họ. Mà tất cả những chuyện này đều là vì hai người bọn họ thuộc phe Tiêu Chính Văn, từ ngày đầu tiên vào Huyền Thiên Đạo Cung, mấy người Khổng Thiên Tường đã đứng về phía đối lập với bọn họ rồi. Nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Cung nghiêm cấm đấu riêng thì e rằng hai người bọn họ căn bản chẳng thể sống tới ngày hôm nay. Tôi lại muốn xem bây giờ Tiêu Chính Văn thế nào rồi. Khổng Thiên Tường đột nhiên cười lạnh lùng nói. Mấy tháng trở lại đây, Khổng Thiên Tường không lúc nào quên sự sỉ nhục mà Tiêu Chính Văn dành cho hắn. Cũng chính vì vậy nên hắn mới càng thêm nỗ lực, một lòng muốn sau khi bản thân đột phá lên cảnh giới nhân hoàng thì nhất định phải lấy lại gấp bội lần tất cả những gì mà bản thân đã mất. Sư huynh Khổng, giờ anh đã là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng. Việc gì phải bận tâm tới tên Tiêu Chính Văn kia nữa, Hứa Tinh Nhi khẽ cười nói. Hừ, cũng đúng, Thiên Nga sao có thể sánh ngang với Yến Tước. Chỉ một tên Tiêu Chính Văn chẳng còn đáng để lọt vào trong mắt tôi nữa rồi, Khổng Thiên Tường nói đầy tự tin. Đông Phương Tuyết Ngưng phía bên cạnh quay đầu nhìn về phía Trương Lăng Phong, nói cũng không biết giờ anh Tiêu thế nào rồi.
Chuyện này thì không dễ nói, với khả năng lĩnh hội của anh Tiêu thì đương nhiên sẽ không kém hơn chúng ta, có điều tốc độ tu luyện của thế giới bên ngoài lại chẳng thể bì được với Huyền Thiên Đạo Cung. Thế nhưng tôi tin rằng anh Tiêu chắc hẳn có thể mau chóng tiến lên cảnh giới nhân hoàng thôi, Trương Lăng Phong cảm thán lên tiếng. Dù gì Huyền Thiên Đạo Cung này cũng có thể cho mọi người số lượng lớn tài nguyên tu luyện, thế nhưng thế giới bên ngoài thì có cái gì? Dù Tiêu Chính Văn có thiên phú hơn người thì sao có thể so với tài nguyên của Huyền Thiên Đạo Cung? Thật ra nếu như lúc đó anh Tiêu theo chúng ta cùng vào trong Huyền Thiên Đạo Cung thì chắc chắn bây giờ đã đột phá lên cảnh giới nhân hoàng rồi. Chỉ đáng tiếc là, ánh mắt của Đông Phương Tuyết Ngưng nhìn về phía Khổng Thiên Tường, với thiên phú của Tiêu Chính Văn thì chắc chắn Khổng Thiên Tường sẽ không thể so bì nổi, thế nhưng ban đầu Tiêu Chính Văn lại vì đắc tội với Huyền Thiên Đạo Cung nên mới không có trong danh sách được đến Huyền Thiên Đạo Cung. Tôi thì lại nghe nói sắp tới chúng ta đều có thể rời khỏi Huyền Thiên Đạo Cung để ra thế giới bên ngoài thăm thú, Hứa Tinh Nhi đột nhiên lên tiếng. Ồ, chúng ta có thể tạm thời rời khỏi Huyền Thiên Đạo Cung ư? Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Tinh Nhi. Đương nhiên, khí vận của Thành Thiên Đô mở thì chúng ta có thể rời khỏi nơi này, tính thời gian thì có lẽ là mấy ngày gần đây. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này tới Thành Thiên Đô để mở mang kiến thức. Sau khi nghe thấy mấy lời này, trên mặt của Khổng Thiên Tường ánh lên vẻ vui mừng. Chương 4162 nếu như có thể ra ngoài, tôi hy vọng rằng có thể gặp lại Tiêu Chính Văn thêm lần nữa. Thật sự rất mong đợi xem lúc hắn nhìn thấy tôi bây giờ sẽ kinh ngạc tới độ nào. Khổng Thiên Tường cực kỳ đắc ý nói. E rằng nguyện vọng này của sư huynh Khổng không thành hiện thực được rồi, Thánh hội Vạn Tông của Thành Thiên Đô ở đẳng cấp nào, loại người như Tiêu Chính Văn làm gì có tư cách để tham gia. Hứa Tinh Nhi khinh thường lên tiếng. Thành Thiên Đô là nơi mà ngay tới mấy người bọn họ cũng phải ngước nhìn. Tiêu Chính Văn ở vùng ngoài lãnh thổ vừa không có nền móng cũng chẳng có tông môn, anh ta dựa vào đâu để tham gia. Ừ, có lý, dù là như vậy thì mọi người cũng phải chuẩn bị cho thật tử tế, đợi tới khi gặp được trưởng bối nhà mình thì cũng có thể cho họ một bất ngờ. Khổng Thiên Tường kiêu ngạo lên tiếng. Thật ra Khổng Thiên Tường rất mong có thể gặp được Tiêu Chính Văn. Với cảnh giới bây giờ của hắn hoàn toàn có thể rửa sạch nỗi nhục, thậm chí bảo Tiêu Chính Văn quỳ xuống xin lỗi mình. Ở một bên khác, trong Tử Hà Cốc ở Thành Thiên Đô, ngoài Điện Thần Long còn quy tụ không ít các tông môn và gia tộc đến Thành Thiên Đô tham gia Thánh hội Vạn Tông. Cũng có không ít người đều đang đột phá cảnh giới. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi cũng sắp đột phá đến cảnh giới nhân hoàng cấp 8, mấy người Long Ngạo cũng đang không ngừng đột phá. Có thể nói mấy trăm người đều cùng lúc đột phá trong Tử Hà Cốc, ở ngoài lãnh thổ cũng không thấy cảnh tượng này nhiều. Lúc này ngay cả một phương đất trời đều xuất hiện hiện tượng lạ, mây rông và mây đen lũ lượt kéo đến, từng đám mây đầy màu sắc thi thoảng nổi lên trong Tử Hà Cốc. Tiêu Chính Văn phân phát đan dược dùng một lần của Thanh Liên cho mọi người, mặc dù những viên đan dược này đã không còn ý nghĩa quá lớn với Tiêu Chính Văn ở thời điểm bây giờ. Nhưng với Lý Bạch và mấy người Long Ngao lại là bảo vật hiếm có. Cậu Tiêu, rốt cuộc cậu có bao nhiêu đan dược vậy? Lý Bạch ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn nói. Lúc đầu ông ta nghĩ Tiêu Chính Văn bảo họ đến Tử Hà Cốc để đột phá là vì thời gian và không gian ở đây hơi khác với thế giới bên ngoài, họ có thể đột phá cảnh giới nhanh chóng trong thời gian ngắn. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại đột nhiên lấy ra hơn 100 viên đan dược, giúp họ đột phá. Dù có là vài tông môn lớn cũng không thể lấy ra nhiều đan dược đột phá cảnh giới và tăng tốc tu vi cảnh giới như thế trong chốc lát. Tiêu Chính Văn thì ngược lại. Phân phát cho mỗi người mười mấy viên cứ như mấy loại đan dược cấp quốc bảo này không cần bỏ tiền ra mua vậy. Ngoài ra Tiêu Chính Văn còn đặc biệt bảo Long Ngao truyền thụ mười mấy loại trận pháp bí mật thời cổ đại cho mọi người. Lúc này ngay cả Lý Bạch cũng hơi ngẩn người, phải biết mấy trận pháp này dù là ở ngoài lãnh thổ cũng rất hiếm có, cho dù sử dụng trận pháp nào cũng có thể trở thành bảo vật trấn giữ của thế lực một phương. Chương 4163 dù nhà họ Khổng và đế vương các cũng không như thế, Thượng Quan Uyển Nhi thở dài. Dù sao đây cũng là vì một mình Tiêu Chính Văn dẫn dắt mọi người đột phá chứ không phải chỉ tốt cho một người nào đó trong số họ. Ngay cả những người ở cấp bậc như Từ Huy Tổ và Viên Thiên Canh cũng đều đã có hiện tượng đột phá. Hơn nữa Tiêu Chính Văn thi thoảng còn tự mình chỉ dạy hai người họ, nói rất nhiều về sự kỳ diệu của đạo cảnh, họ nghĩ đây gần như là chuyện không thể. Phải biết rằng,
bản thân Tiêu Chính Văn cũng mới là cảnh giới nhân hoàng cấp 9 thôi, nhưng đạo cảnh của anh lại hơn cả tu vi vài bậc, chuyện này vốn dĩ đã không hợp lý rồi. Nếu truyền ra ngoài e là chỉ riêng điều này cũng đủ để khiến cả ngoài lãnh thổ chấn động. Nhưng càng khiến họ mở mang tầm mắt là sau khi phân chia đan dược xong, Tiêu Chính Văn cũng tự ngồi khoanh chân lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khí tức của Tiêu Chính Văn cũng theo đó tăng lên. Ngay sau đó Tiêu Chính Văn lại liên tục đột phá, hơn nữa còn đột phá với tốc độ cực nhanh, một lúc đã đột phá đến vài cảnh giới. Chẳng qua so với đột phá của người khác, đột phá của Tiêu Chính Văn lại rất yên tĩnh, không phát ra tiếng động gì, chỉ có vài người đứng gần anh nhất mới có thể cảm nhận được sự thay đổi trên người anh. Thậm chí ngay cả lúc đột phá đế cảnh vốn dĩ nên gây ra hiện tượng lạ của trời đất, nhưng bầu trời lúc này lại không hề xuất hiện một chút động tĩnh gì. Chứng tỏ điều gì, cho dù hiện tượng lạ đáng sợ thế nào cũng chỉ có thể chứng tỏ người đột phá đó vẫn không thuộc về phương trời này, hay nói cách khác không được trời đất này công nhận. Nhưng Tiêu Chính Văn thì sao? Cứ như đột phá đến cấp bậc tiếp theo cùng trời đất, không hề xuất hiện hiện tượng lạ nào. Sao có thể, lúc này Tần Lương Ngọc người có tu vi cao nhất ở đó cũng lộ ra vẻ không thể tin được. 1 triệu năm nay ngoài lãnh thổ đều truyền tai nhau một câu, không sợ lúc anh đột phá xuất hiện liên tục hiện tượng lạ, chỉ sợ không xuất hiện điều gì. Điều này chứng minh Tiêu Chính Văn đã hòa cùng một thể với trời đất này, được trời đất chấp nhận. Dù là lúc Tần Lương Ngọc đột phá cũng không làm được như Tiêu Chính Văn, chỉ có gió nhẹ thoảng qua bên cạnh, thậm chí bầu trời cũng không có một gợn mây đen. Nói cách khác trời đất này thậm chí là cả thế giới đều bình yên như không hề có chuyện gì xảy ra, dường như Tiêu Chính Văn nên đột phá thì nên đột phá liên tiếp. Sống mấy trăm năm nay lần đầu tiên Tần Lương Ngọc nhìn thấy kiểu đột phá đáng sợ như vậy. Nhớ lúc gia sư còn sống đã từng nói. Trừ khi có thể đến cực gần với trời đất hoặc đại đạo của thế gian này mới có thể bình yên như không có chuyện gì trong lúc đột phá. Lẽ nào đây là đột phá hoàn hảo nhất trong truyền thuyết sao? Chương 4164 Viên Thiên Canh nhìn chăm chú vào Tiêu Chính Văn, không dám tin mọi chuyện mình nhìn thấy. Mặc dù ngay cả Viên Thiên Canh cũng không tin Tiêu Chính Văn có thể đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết đó, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến ông ta không thể không tin. Rốt cuộc cậu ta là ai? Lúc này Tần Lương Ngọc cũng ngơ ngác. Đế Tuấn trong truyền thuyết cũng không làm được như vậy, nhưng Đế Tuấn là thần vương, vốn dĩ là con của trời đất này, chuyện này không thể so sánh được. Trần Huy Tổ vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên nói. Đừng thấy Trần Huy Tổ chỉ là một người trẻ tuổi mà lầm, nhà họ Trần có quá nhiều bí mật mà người ngoài không biết, tức là không ai hiểu được thế giới này bằng người nhà họ Trần. Dù là tổ tiên của ông ta Trần Khánh cũng không thể liên tục đột phá đến đế cảnh mà không dấy lên động tĩnh gì như Tiêu Chính Văn. Hơn nữa lúc đầu khi Điện Thần Long rời đến ngoài lãnh thổ, Trần Huy Tổ đã tận mắt nhìn thấy Tiêu Chính Văn chỉ mới là cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà thôi. Đến giờ mới qua được bao lâu cơ chứ? Tiêu Chính Văn lại đột phá thẳng đến đế cảnh. Mặc dù ngoài lãnh thổ không hiếm cao thủ đế cảnh nhưng người có thể đột phá từ cảnh giới nhân hoàng lên đế cảnh trong thời gian ngắn thì Tiêu Chính Văn là người đầu tiên trong lịch sử. Cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Năm đó lúc Bạch Khởi đột phá đế cảnh đã gần 200 tuổi rồi. Dù là thế Bạch Khởi cũng được gọi là thiên tài hàng triệu năm mới có, nhưng so với Tiêu Chính Văn, ngay cả Bạch Khởi cũng tự cảm thấy mình không bằng. Dù vậy khí tức của Tiêu Chính Văn vẫn đang không ngừng tăng lên. Không lâu sau đã đột phá thẳng đến kết giới tầng 2 của đế cảnh, khí tức lại nâng lên một tầng. Sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ của đế cảnh cấp 3 ập đến. Lúc này không chỉ mấy người Tần Lương Ngọc cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên mà ngay cả những người đang đột phá xung quanh cũng đều vây quanh lại. Vì cảnh tượng trước mắt quả thật quá mức chấn động. Chương 4165 phải biết đây là đế cảnh, không phải là cảnh giới nhân hoàng hay nhân vương. Ở cảnh giới nhân vương, có lẽ có rất nhiều người đều có thể liên tục đột phá, đến cảnh giới nhân hoàng cũng có 1/5 người có thể làm được như thế. Nhưng đế cảnh dù là đột phá cảnh giới tầng 1 cũng khó như lên trời chứ đừng nói là đột phá liên tiếp. Thậm chí trên 90% mãi mãi bị đứng lại giữa đế cảnh cấp 1 với đế cảnh cấp 2. Nhưng Tiêu Chính Văn lại từ nhân hoàng cấp 1 đột phá thẳng lên nhân hoàng cấp 3 trong tích tắc. Nhưng đây cũng chưa là gì. Khí tức của Tiêu Chính Văn vẫn không ngừng tăng lên.
Mặc dù người khác không cảm nhận được gì nhưng Trần Huy Tổ lại có thể cảm nhận rõ sức mạnh trong người Tiêu Chính Văn đã đến trạng thái đỉnh cao. Không ổn, nếu cứ tiếp tục đột phá như thế, e là cường độ cơ thể cậu ta không chịu nổi. Trần Huy Tổ nhíu chặt mày nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Sau đó như thế có cơn gió thoảng qua xung quanh, thậm chí sự rung lắc của từng lá cây cũng cùng tần số với hơi thở của Tiêu Chính Văn. Đây cũng là hiện thân của cảnh giới quy chân. Cùng lúc đó cơ thể Tiêu Chính Văn lại xuất hiện những vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhưng những vết thương này lại được khôi phục hoàn toàn sau một giây. Mỗi hơi thở của anh như thể đang khuấy động trời đất. Dường như cả vũ trụ đều đang cộng hưởng với anh. Một tiếng động lớn vang lên, cơ thể Tiêu Chính Văn đột nhiên trở nên mơ hồ. Sau đó hai bóng người y hệt Tiêu Chính Văn, đồng thời tách ra khỏi người Tiêu Chính Văn. Cùng lúc này, cảnh giới của Tiêu Chính Văn bỗng chốc lại hạ xuống. Trong khi mọi người đang cảm thấy ngạc nhiên, hai bóng người tách ra kia lại đột nhiên biến mất. Thấy khí tức của Tiêu Chính Văn liên tục giảm, Trần Huy Tổ vội bước đến nói, cậu Tiêu, cậu không sao chứ? Chương 4166 lúc này, mặc dù Trần Huy Tổ vô cùng sốt ruột, nhưng cũng không dám đến gần Tiêu Chính Văn. Ông ta biết rất rõ rằng chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục đối với Tiêu Chính Văn. Sau khi hít sâu vài hơi, Tiêu Chính Văn mới chậm rãi mở mắt, khẽ xua tay, tôi không sao. Lúc này, khí tức của Tiêu Chính Văn chỉ dừng lại ở đế cảnh cấp 2, giống như một người bình thường, ngồi trên bãi cỏ. Lúc trước người khác không thể nhìn ra tu vi cụ thể của Tiêu Chính Văn, là vì anh cố tình che giấu, còn Tiêu Chính Văn bây giờ đã hoàn toàn dung hợp với trời đất. Mặc dù bên ngoài Tiêu Chính Văn vẫn chỉ là một người bình thường, nhưng lại cho người khác một cảm giác khí phách khó tả. Vừa rồi, sau khi Tiêu Chính Văn đạt tới đế cảnh cấp 3, anh đã diễn hóa phân thân thành hai, sau khi hai phân thân xuất hiện, lập tức dung nhập vào trời đất. Lúc này, trên trời cũng xuất hiện vô số luồng sáng đầy màu sắc, thậm chí còn chiếu sáng cả Tử Hà Cốc. Đây, Trần Huy Tổ nhìn lên trời với vẻ không dám tin. Đây chính là hiện tượng được trời đất công nhận khi dung hợp với trời đất, Tần Lương Ngọc cũng nói với vẻ kinh ngạc. Trong số tất cả dị tượng, chỉ có loại dị tượng yên bình đến mức không thể yên bình hơn này mới là hiếm thấy nhất. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn vô cùng bình tĩnh, so với trước đây, Tiêu Chính Văn bây giờ có vẻ bình thường hơn, nhưng anh cũng tự tin hơn. Nó mang lại cho người ta cảm giác trở về quy chân và thay ra đổi thịt. Ngay cả Tần Lương Ngọc cũng nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt sợ hãi. Thiên địa bản vô, hỗn thuần giai khai, Tiêu Chính Văn vừa dứt lời. Bốn con rồng khổng lồ bay lên, trên bầu trời vang lên tiếng rồng gầm lớn. Tất cả mọi người đều muốn được trời đất công nhận, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Lúc này Tần Lương Ngọc nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt không thể tin nổi. Bởi vì chỉ có được sự công nhận của trời đất và long tộc, sau khi đột phá, tiếng rồng gầm mới phát ra từ bầu trời. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người đột phá đã có đủ tư cách để gánh vác vận khí trời đất. Nói cách khác, thứ mà đế vương cổ đại theo đuổi đến cùng chính là cảnh giới hiện giờ của Tiêu Chính Văn. Loại cảnh giới được trời đất và long tộc công nhận này không giống với tu vi. Nó là một loại công nhận huyết mạch. Chương 4167 đến bước này, cho dù là trận pháp huyền diệu đến đâu thì cũng trở thành vật vô giá trị trong mắt Tiêu Chính Văn. Bởi vì chỉ cần một động tác nhỏ của anh, cũng có thể trở thành trận pháp mạnh nhất. Ngay cả Tần Lương Ngọc cũng cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh to lớn này. Dường như chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể giam hãm bọn họ ở nơi đây. Cảm giác này giống như cả huyết mạch đều bị khống chế. Mặc dù nói con người là linh vật trong vạn vật, thậm chí còn có thể khiêu chiến với thần vương Đế Tuấn, nhưng huyết mạch của con người luôn thua kém rồng một bậc. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại cho người ta cảm giác bị áp chế. Dường như Tiêu Chính Văn lúc này đã hóa thân thành rồng. Đối với người bình thường, cho dù cảnh giới cao đến đâu, sức chiến đấu mạnh đến đâu, trước khi được trời đất công nhận, đều sẽ bị kìm hãm. Đây là loại kìm hãm của trời đất và huyết mạch. Nhưng người được trời đất công nhận thì khác, người đó sẽ không phải chịu bất kỳ sự kìm hãm nào, mà ngược lại, còn được trời đất hỗ trợ. Loại hỗ trợ này không chỉ đến từ trời đất, mà còn đến từ thế giới. Có thể là một cái cây hay một tảng đá nào đó. Tạm thời vẫn chưa đạt đến trình độ đó,
chỉ là chắc không còn lâu nữa, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Bây giờ, Tiêu Chính Văn chỉ còn một bước nữa là đến cảnh giới quy chân, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước để thật sự đạt được cảnh giới đó. Cậu Tiêu, xem ra tu vi của cậu đã suy yếu, nhưng trên thực tế lại càng không thể hiểu được, tựa hồ có cảm giác không thể thăm dò nổi. Trần Huy Tổ nhíu mày nói. Lúc này Tiêu Chính Văn cho người ta cảm giác mạnh mẽ khó tả, thậm chí không thể phân định rõ tu vi và cảnh giới của anh. Dường như một chiêu của cậu Tiêu cũng có thể nghiền nát tôi, Lý Bạch cũng nhíu mày nói. Thực ra không chỉ bọn họ có cảm giác này, mà ngay cả Tần Lương Ngọc cũng cảm thấy mình chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Mà bà ta là một vị đại đế. Trước đây, mặc dù Tiêu Chính Văn rất mạnh, nhưng cũng chỉ khơi dậy sự hiếu kỳ trong lòng bà ta, dù sao thì khoảng cách cảnh giới cũng quá xa, cho dù không biết mình sẽ thắng thế nào, nhưng ít nhất bà ta vẫn có lòng tin. Nhưng hiện tại, đừng nói là đấu với Tiêu Chính Văn, chỉ cần đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn thôi, bà ta đã cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cảm giác này giống như một đứa trẻ đứng trước mặt một người trưởng thành. Nói thật, ngay cả tôi cũng cảm thấy nguy hiểm, như thể ngay cả đại đế như tôi cũng đấu nổi 2-3 chiêu của cậu. Chương 4168 sau khi do dự hồi lâu, Tần Lương Ngọc mới lên tiếng. Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc khi bà ta là đại đế, mà lại nói ra những lời này trước mặt cảnh giới đế cảnh cấp 2. Mọi người đừng lo cho Long Vương nữa, anh ấy luôn khiến người ta kinh động. Nhớ lại lúc ở Bắc Lương, anh ấy một mình đấu với 5 vị cao thủ cảnh giới chủ soái, hơn nữa bọn họ đều cao hơn anh ấy một cấp bậc, kết quả là 5 vị chủ soát kia đều không còn đường sống sót. Long Ngao ở bên chen vào. Theo anh ta thấy, bất kỳ chuyện kỳ quái nào xảy ra trên người Tiêu Chính Văn đều là bình thường, nếu không, Tiêu Chính Văn cũng sẽ không thể trở thành linh hồn của quân đội Hoa Quốc. Cái gọi là linh hồn quân đội, bao gồm cả năng lực tạo ra kỳ tích trong bất kỳ tình huống nào. Có thể nói, bản thân Tiêu Chính Văn đã là cả một kỳ tích trên cả chặng đường qua. Tài năng của anh Tiêu không phải là thứ mà chúng ta có thể đánh giá, Thượng quan Uyển Nhi cũng ngượng ngùng cười nói. Với thực lực mà Tiêu Chính Văn thể hiện, nếu là ở thời nhà Đường, chắc chắn sẽ là một nhân vật dẫn đầu thời đại. Thượng quan Uyển Nhi cũng phải công nhận rằng từ cuối thời Đường, cô ta chưa từng gặp ai có thể so sánh với Tiêu Chính Văn. Lúc này, chỉ còn cách Thành Thiên Đô mấy trăm mét, rất nhiều người cũng đang chuẩn bị cho Thánh hội Vạn Tông ở Thành Thiên Đô. Cả Thành Thiên Đô đều đang trong một bầu không khí căng thẳng. Ai cũng biết Thánh hội Vạn Tông ở Thành Thiên Đô không chỉ tụ tập đông đảo các môn phái khắp nơi, mà còn là cuộc chiến giành lấy vận khí Thành Thiên Đô. Bên chiến thắng sẽ không chỉ đủ điều kiện để vào Thành Thiên Đô, mà còn có được vận khí Thành Thiên Đô, uy danh tứ phương. Lúc này, trong ngôi nhà cổ kính của nhà họ Mạnh ở Thành Thiên Đô, Mạnh Hồng Nho đang ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra tia sáng. Một luồng khí tức dồi dào như biển cả bao phủ toàn bộ ngôi nhà cổ của nhà họ Mạnh. Sức mạnh to lớn này thậm chí có thể làm rung chuyển các vì sao. Mạnh Hồng Nho đã giành được chân truyền của nhà họ Mạnh, cho nên đã có tu vi của đại đế. Ông ta sở hữu sức mạnh vô song và kế thừa niềm hy vọng của nhà họ Mạnh. Lần này, ông ta có đủ tự tin để lấy tất cả vận khí Thành Thiên Đô. Đúng lúc này, cánh cửa mật thất mở ra, một tia nắng chiếu vào căn phòng bí mật tăm tối, ông Lão Trục Nhật bước vào mật thất. Chúc mừng ông Mạnh. Thực lực của ông lại mạnh hơn rồi, ông Lão Trục Nhật chắp tay cười nói với Mạnh Hồng Nho. Chương 4169 ông Trục Nhật nói quá rồi, mời ngồi, Mạnh Hồng Nho mỉm cười, mời ông Lão Trục Nhật. Ông Lão Trục Nhật bước đến ghế bên cạnh Mạnh Hồng Nho, ngồi xuống, chắp tay nói, với thực lực hiện tại của ông Mạnh, e rằng trong cả Thành Thiên Đô này cũng không ai có thể so tài ông. Còn quá sớm để nói những lời này, dù sao trong Đông Vực vẫn còn rất nhiều nhân tài. Không phải chỉ có một mình tôi là đại đế. Mạnh Hồng Nho nói vậy nhưng vẻ mặt lại vô cùng tự tin. Ông Mạnh thật khiêm tốn, ông Lão Trục Nhật lắc đầu cười nói. Theo tôi biết, phía Thanh Liên đã nâng đỡ một thanh niên trẻ để đấu với chúng ta, Mạnh Hồng Nho nói đến đây, ánh mắt tràn ngập sát ý. Người ông nói chắc không phải Tiêu Chính Văn đâu nhỉ, cậu ta không xứng, ông Lão Trục Nhật cười khinh thường. Chính là cậu ta. Thanh Liên không phải là người bình thường, người mà bà ta chọn chắc chắn phải tài năng hơn người. Mạnh Hồng Nho nghiêm túc nói. Một tên cảnh giới nhân hoàng không có gì đáng ngại, nếu không phải nhờ vào Thanh Liên,
cậu ta đã chết ở Thiên Cung Bắc Cực từ lâu rồi. Ông lão Trục Nhật lạnh lùng nói. Ông Trục Nhật, người đạt cảnh giới như chúng ta chắc đều biết rõ, chúng ta so với thế giới này nhỏ bé như thế nào. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn đó luôn mang đến cho người ta cảm giác khó lường. Hơn nữa, chưa chắc cậu ta không có năng lực đạt đến trình độ như chúng ta trong thời gian ngắn. Mạnh Hồng Nho nghiêm túc nói. Ồ, ông Mạnh coi trọng tên nhãi này vậy sao? Nghe Mạnh Hồng Nho nói vậy, ông lão Trục Nhật cũng cảm thấy bất ngờ, lời phát ra từ miệng Mạnh Hồng Nho, chắc chắn không phải nói đùa. Có phải ông Mạnh hơi nặng lời rồi không? Ông lão Trục Nhật vẫn không muốn tin tất cả những chuyện này là sự thật. Dù gì đó cũng chỉ là một tiểu bối, còn là một kẻ không hiểu lễ nghi, năm lần bảy lượt khiến cho ông ta bẽ mặt ngay trước đám đông. Ông Trục Nhật, đất trời rộng lớn, vũ trụ mênh mông, chúng ta nhỏ bé tới độ nào, nếu như bên phía phủ thành chủ đã xem trọng người này như vậy thì nói lên rằng nhất định bên trong có ẩn tình. Có điều nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng tuyệt đối không để yên cho người khác động tới khí vận của thành Thiên Đô. Dù là ai, dám tranh giành với chúng ta thì tôi chắc chắn sẽ giết chết kẻ đó. Trong mắt Mạnh Hồng Nho lóe lên sát khí ngút trời, nói với giọng điệu hết sức bá đạo. Ông lão Trục Nhật cũng không hề cảm thấy có bất cứ điểm gì bất ngờ, ngược lại, lần trước nhà họ Mạnh chưa thể đoạt được khí vận của Thiên Đô đã là chuyện bất ngờ lắm rồi. Nếu như lần này nhà họ Mạnh lại không có duyên với khí vận của Thiên Đô, về tình về lý đều không thể nói rõ được. Tới lúc đó, nói không chừng ngay cả nhà họ Khổng cũng sẽ góp mặt, nhúng tay vào mọi việc của thành Thiên Đô. Chương 4170 trận chiến lần trước, số người có thể may mắn sống sót giống như ông và tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù trận chiến đó quá ác liệt, có điều cũng chính là nguyên nhân quan trọng để giúp tôi và ông có thể nhanh chóng đột phá. So với chúng ta, dù tên tiểu bối đó có xuất chúng tới độ nào thì cũng không có kinh nghiệm đại chiến ở đẳng cấp như vậy, ông lão Trục Nhật tay vuốt râu, cười lạnh lùng nói. Thật ra khí vận Thiên Đô lần trước vốn nên thuộc về nhà họ Mạnh, thế nhưng kết quả lại bị một cao thủ vùng ngoài vũ trụ cướp đi mất. Thế nhưng chỉ sau một tháng, nhà họ Khổng đã giết chết cao thủ vùng ngoài vũ trụ đó ở bên ngoài thành Thiên Đô. Vậy nên ông lão Trục Nhật cũng ấp ủ mong muốn nhất định phải đạt được khí vận Thiên Đô lần này. Còn về việc giết Tiêu Chính Văn thì trong mắt ông ta chẳng qua chỉ như là tiện tay dắt cừu mà thôi. Hừ, thành tựu của tên tiểu bối đó cũng coi như hiếm có, chỉ cần cậu ta không ngăn cản tôi, có lẽ còn có thể bảo toàn được tính mạng, Mạnh Hồng Nho híp mắt, lạnh lùng nói. Ha ha, ông Mạnh, lần này có lẽ cũng chẳng cần tới phiên ông ra tay đâu, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta xử lý cậu ta, ông lão Trục Nhật híp mắt nói. Cậu thanh niên nhà họ Khổng mà ông ta dẫn theo cũng có chiến lực không hề yếu, hơn nữa còn có tu vi đế cảnh cấp 3, càng quan trọng hơn người này là con cháu nhà họ Khổng. Chỉ riêng con át chủ bài cũng là thứ mà đẳng cấp của Tiêu Chính Văn còn lâu mới so bì nổi. Nếu như đôi bên thật sự ra tay thì cậu thanh niên nhà họ Khổng đã chiếm trọn ưu thế về trận pháp, hơn nữa thân là cao thủ đế cảnh cấp 3, chỉ cần đại đế không ra mặt thì ai có thể đấu lại được. Cộng thêm sự trợ giúp từ trận pháp huyền ảo của nhà họ Khổng, dù là cao thủ đế cảnh cấp 4 thì người này cũng đủ sức xử lý chỉ trong một trận đấu. Đây chính là điểm khủng bố thực sự của các thế gia lớn. Hơn nữa, ông ta cũng muốn có được thuật phân thân của Thiên Cung Bắc Cực, dù thế nào thì cũng phải ép Tiêu Chính Văn ngoan ngoãn giao nộp. Ông Trục Nhật nói không hề sai, người có thân phận giống như tôi và ông, nếu như ra tay với một tiểu bối thì e rằng sẽ bị người đời gièm pha. Nhưng trước khi mọi thứ đâu ra đấy, chúng ta tuyệt đối không được khinh suất. Để phòng chuyện bất trắc xảy ra, Mạnh Hồng Nho cực kỳ nghiêm túc nói. Khí vận Thiên Đô lần này không chỉ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với bản thân ông ta mà đối với cả nhà họ Mạnh mà nói cũng không thể để vuột mất. Thế tử đích truyền của nhà họ Khổng đích thân tới, sẽ không xảy ra bất trắc gì đâu, ông lão Trục Nhật bình thản cười nói. Ý của ông là cậu ta là con cháu nòng cốt, Mạnh Hồng Nho nhíu mày hỏi. Ông lão Trục Nhật khẽ gật đầu, quay đầu nhìn khắp xung quanh, thấy không có ai thì mới nhỏ giọng nói, để khiến cho tu vi của cậu ta được thăng hạng nhanh chóng. Nhà họ Khổng đã dùng tinh huyết của năm thế tử để dâng tế cho một mình cậu ta. Chương 4171 vậy nên chắc ông cũng hiểu đối với nhà họ Khổng mà nói thì tên này quan trọng tới độ nào rồi nhỉ? Cử cậu ta tới đây không phải để làm bàn đạp cho người khác. Mấy chục năm trở lại đây, trong mắt Thanh Liên ngày càng không có sự tồn tại của nhà họ Khổng rồi,
ý của nhà họ Khổng cũng là muốn thông qua Thánh hội Vạn Tông lần này để cho Thanh Liên hiểu ra rằng Đông Vực này là thiên hạ của ai. Ông lão Trục Nhật nói với đôi mắt phát sáng. Cái gì, vì một mình cậu ta mà lại phế bỏ tu vi của những năm người. Nhà họ Khổng đúng là khiến cho tôi tự thấy hổ thẹn, Mạnh Hồng Nho cũng hơi kinh ngạc trước sự tàn độc của nhà họ Khổng. Ha ha, tất cả là vì để hoàn thành việc lớn mà, những thứ như lòng thương, đâu phải là thứ mà chúng ta nên có. Thế giới này vốn dĩ chính là ỷ mạnh hiếp yếu, lẽ nào không phải hay sao? Ông lão Trục Nhật cười nói đầy nham hiểm. Quả thực là vậy, nơi này là vùng ngoài lãnh thổ, một thế giới không có phép tắc, không có tình người, chỉ có thực lực mới là thứ duy nhất cho phép tiếp tục được sống. Nhà họ Khổng hiến tế 5 người, chỉ cần có thể khiến cho một người đạt được thành tựu, vậy thì nhà họ Khổng vẫn có thể xưng bá ở cả vùng ngoài lãnh thổ. Chả trách ông lại tự tin tới vậy, Mạnh Hồng Nho khẽ gật đầu nói. Nếu như nói nhà họ Mạnh năm đó cũng có thể hiến tế hết tất cả những kẻ đời sau không nên thân cho ông ta thì có lẽ ông ta cũng có thể giành được chút khí vận vào Thánh hội Thiên Đô lần trước rồi. Chả trách nhà họ Mạnh lại bái nhà họ Khổng làm thầy, chỉ xét riêng tâm địa thôi thì nhà họ Mạnh còn lâu mới so được với nhà họ Khổng. Ít nhất thì nhà họ Mạnh vẫn không làm được việc dùng người trong chính gia tộc làm vật hiến tế để giúp cho một người con nối dõi của gia tộc mình đạt được thành tựu. Từ xưa tới nay, nhìn khắp lịch sử, có người nào làm nên chuyện lớn mà phía sau lưng không phải biển máu, dưới gót chân xác chết không chất chồng như núi. Thế nhưng tới thời điểm hiện tại, nhà họ Mạnh vẫn không làm được mấy chuyện máu lạnh vô tình. Xem ra nhà họ Khổng cũng định ra tay trong Thánh hội Thiên Đô lần này rồi, Mạnh Hồng Nho khẽ cười nói. Ông lão Trục Nhật và Mạnh Hồng Nho nhìn nhau cười, trong lòng ngầm hiểu. Một bên khác, Thành Thiên Đô đã gióng trống khua chiêng chuẩn bị cho Thánh hội Vạn Tông. Dù gì đây cũng là một chuyện lớn hàng đầu đối với cả vùng ngoài lãnh thổ. Không chỉ có người của Đông Vực tới tham gia mà ba khu vực khác cũng sẽ cử người tới quan sát cuộc đấu. Hơn nữa, những người có thể xuyên qua một khu vực lớn để tới Đông Vực, ai nấy cũng đều có lai lịch rất kinh khủng. Thời gian nhanh như tên bắn, nháy mắt đã một tháng trôi qua. Trên bầu trời đột nhiên bừng sáng, vô số xe ngựa cực kỳ xa hoa tiến tới Thành Thiên Đô từ bốn phương tám hướng. Chương 4172 trên khoảng không ánh sáng càng ngập trời, vô số bóng hình có khí tức cường đại đồng loạt tiến tới. Cường giả từ bốn phương tám hướng đồng loạt tiến tới nên ngoài Thành Thiên Đô từ rất sớm. Thậm chí trên bầu trời còn ánh lên muôn vàn tia sáng màu máu, ngay cả huyết tộc cũng cử đại diện đích thân tới Thành Thiên Đô ngay từ những giây phút đầu tiên. Cả khoảng trời phía trên Thành Thiên Đô đều ngập tràn ánh hào quang, có thể nói đất trời một phương cũng vì thế mà cảm động. Nếu như không phải hai lần liên tiếp không thể đoạt được khí vận Thiên Đô thì Thành Thiên Đô hiện tại e rằng còn huy hoàng hơn thế này nữa. Lúc này, một đám thanh niên từ xa tiến lại gần, nhanh chóng tiến về phía Thành Thiên Đô vừa đi vừa bàn luận. Bọn họ là đám người xuất phát từ Huyền Thiên Đạo Cung, tìm tới Thành Thiên Đô ở vùng ngoài lãnh thổ để tham gia Thánh hội Vạn Tông. Suốt chặng đường đi, Khổng Thiên Tường đều cố gắng tìm kiếm những con đường nhỏ không người để đi. Mặc dù hiện giờ hắn đã đột phá lên cảnh giới nhân hoàng, thế nhưng nhân hoàng ở thế tục có lẽ còn được xem là sự tồn tại ở đẳng cấp rất cao, thế nhưng tới vùng ngoài lãnh thổ thì căn bản chẳng đáng để nhắc tới. Lỡ như trên đường đụng phải người không nên đụng vào thì cả đám bọn hắn e rằng căn bản chưa tới được Thành Thiên Đô đã bị người ta giết dọc đường rồi. Lúc bọn họ tới nơi, đám người phía trên Thành Thiên Đô đã bắt đầu dần đáp xuống, nhìn thấy khí tượng của Thành Thiên Đô ở phía xa. Khổng Thiên Tường vẫn lộ ra vẻ mong chờ. Dù gì ở vùng ngoài lãnh thổ mà nói, có thể tiến vào Thành Thiên Đô sẽ có lợi ích cực lớn đối với tu vi. Phía sau lưng mấy người bọn họ, Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thành Thiên Đô. Đây là lần đầu tiên bọn họ được tới thủ đô của vùng ngoài lãnh thổ, cảnh tượng trước mắt đủ để khiến cho hai người họ cảm thấy chấn động. Mặc dù trên danh nghĩa thì Thành Thiên Đô chỉ là một tòa thành lớn, thế nhưng lại hết sức rộng lớn, thậm chí còn có thể sánh ngang với một nửa Hoa Quốc. Cùng với một tiếng vang kinh thiên, một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa cũng nhanh chóng tiến về phía Thành Thiên Đô. Mấy người vừa mới tới giữa đường lớn vội vàng nép sang một bên, đồng loạt chắp tay vái lại chiếc xe ngựa kia. Từ trên xe ngựa truyền tới khí tức khủng bố, khiến cho Khổng Thiên Tường sợ tới độ đổ mồ hôi lạnh. Lát nữa vào trong Thành Thiên Đô, mọi người đều phải cẩn thận. Với thân phận của mấy người chúng ta, có thể đứng nhìn từ vòng ngoài cùng đã là không tệ rồi.
Tuyệt đối đừng đắc tội với người không nên đắc tội, nếu không bị giết chết ngay tại chỗ cũng là chuyện quá mức bình thường. Chương 4173 Khổng Thiên Tường đứng thẳng người, vội vàng quay đầu dặn dò đám người xung quanh một câu. Cho dù bây giờ Khổng Thiên Tường đã là cao thủ cảnh giới nhân hoàng nhưng cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ nhiều như cây trong rừng, thậm chí còn có rất nhiều nhân vật lớn mà đến tưởng tượng hắn cũng không dám tưởng tượng. Cả nhóm người bước nhanh về phía thành Thiên Đô. Trên suốt đường đi, người bị chấn động nhất là hai người Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong. Nơi đây không chỉ có phong cảnh như tranh vẽ, đẹp như chốn bồng lại, mà cao thủ còn nhiều như mây trời. Ngay cả những cao thủ cảnh giới nhân hoàng, ở thành Thiên Đô này, cũng chỉ có thể cụp đuôi khiêm tốn mà làm người. Từng cổ khí tức mạnh mẽ mà ngay cả bọn họ cũng không thể đo lường được bay vút qua trên đỉnh đầu, mỗi đường khí tức đều đủ để khiến bọn họ khó thở. Quan trọng hơn là ở thành Thiên Đô, những nhân vật lớn được chú ý kia lại càng là sự tồn tại thâm sâu khó lường. Vì vậy, Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong cũng trở thành hai người có áp lực lớn nhất trong đám người này. Lát nữa vào thành Thiên Đô sẽ an toàn hơn ngoài thành rất nhiều, ở trong thành, bất kỳ ai cũng không được giết người vô cớ. Khổng Thiên Tường giải thích cho mọi người. Xem ra trước đây, tầm mắt của chúng ta quá hạn hẹp rồi. Trương Lăng Phong than thở một tiếng từ tận đáy lòng. So với thế tục, quả thực vùng ngoài lãnh thổ cao thủ nhiều như mây trời, cho dù là nhà họ Trương, đến vùng ngoài lãnh thổ cũng chỉ là một thế gia nhỏ bé đến mức không thể nhỏ hơn được nữa mà thôi. Năm đại danh sơn ở vùng ngoài lãnh thổ cũng chỉ là một môn phái nhỏ, thậm chí còn không có thể diện gì. Chẳng mấy chốc, mấy người họ đã tiến vào thành Thiên Đô với tốc độ nhanh nhất, dù sao từng dòng khí tức mạnh mẽ ở ngoài thành kia quả thực khiến bọn họ bất an. Phải biết rằng, ở ngoài thành Thiên Đô, bất cứ một cao thủ nào đi ngang qua, chỉ cần nhìn thấy bọn họ ngứa mắt là có thể thuận tay giết chết, thậm chí sẽ không có ai ra tay can thiệp. Mấy người chúng ta chỉ có thể đi qua cánh cửa nhỏ bên hông, cửa chính ở giữa không phải dành cho chúng ta, đi nhầm cửa thì cẩn thận sẽ bị người giết ngay tại chỗ. Khi đến cổng nội thành của thành Thiên Đô, Khổng Thiên Tường quay người lại căn dặn. Bởi vì sau khi bước vào cổng thành này, mới được coi là thực sự tiến vào thành Thiên Đô, mà toàn bộ phía bên ngoài thành, gần như chính là đại trận phòng ngự của thành Thiên Đô. Sau khi đến vùng ngoài lãnh thổ, đám người Khổng Thiên Tường giống như trở về ngôi nhà của chính mình, tìm lại được loại cảm giác ưu việt trời sinh. Còn hai người Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng lại thận trọng hơn rất nhiều, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đến vùng ngoài lãnh thổ, còn quá lạ lẫm với môi trường xung quanh. Chương 4174 Hứa Tinh Nhi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng. Cô ta vẫn luôn không có bất kỳ thiện cảm nào với hai kẻ bám đuôi này, thậm chí đã từng nghĩ đến việc bỏ bọn họ lại ở Huyền Thiên Đạo Cung, tránh làm mất mặt mọi người. Vừa quay đầu, Hứa Tinh Nhi lại tình cờ phát hiện ra một hình bóng quen thuộc. Vốn dĩ, đám người Tiêu Chính Văn sẽ được Tử Doanh ra đón vào thành Thiên Đô, nhưng vì giữa đường Lý Tử Dương lại kéo Tiêu Chính Văn về nhà họ Lý một chuyến nên mới lạc khỏi những người khác. Lý Tử Dương trở về phủ họ Lý. Tiêu Chính Văn không đi cùng hắn mà đứng ở cổng xem buổi biểu diễn của mấy người diễn xiếc. Nhưng thật tình cờ, lại đúng lúc bị đám người Khổng Thiên Tường bắt gặp. Không chỉ một mình Hứa Tinh Nhi nhìn thấy Tiêu Chính Văn, đám người Khổng Thiên Tường cũng chú ý tới Tiêu Chính Văn đang đứng một mình. Đúng là oan ra ngõ hẹp, Khổng Thiên Tường cười nhạt, bước đi về phía Tiêu Chính Văn. Trương Lăng Phong cũng nhận ra Tiêu Chính Văn trong nháy mắt, vội vàng đuổi theo. Đông Phương Tuyết Ngưng cũng nối gót qua đó với vẻ nghiêm nghị. Anh Tiêu, Trương Lăng Phong vượt lên trước một bước, đến sau người Tiêu Chính Văn. Trong đám người, Trần Nguyệt Nhi cũng bước tới một bước, chào Tiêu Chính Văn, anh Tiêu. Đông Phương Tuyết Ngưng lại đứng phía sau Trần Nguyệt Nhi, quan sát Tiêu Chính Văn với vẻ rất cảm thán. Rõ ràng, điều mà mấy người bọn họ quan tâm lúc này chính là tu vi hiện tại của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng... Nhìn từ xa Tiêu Chính Văn không khác gì người thường, chỉ cần là lúc không ra tay, cho dù đích thân đại đế cũng căn bản không thể nhìn ra tu vi của Tiêu Chính Văn, huống chi là mấy người bọn họ. Đã lâu không gặp, mọi người cũng tới tham gia Thánh hội Vạn Tông sao? Tiêu Chính Văn quay người lại, mỉm cười chào hỏi đám người Trương Lăng Phong. Đúng vậy, anh Tiêu. Trương Lăng Phong gật đầu mạnh. Anh Tiêu, sao anh? Đông Phương Tuyết Ngưng bước nhanh lên trước, quan sát kỹ Tiêu Chính Văn. Cau mày hỏi. Giờ phút này,
Tiêu Chính Văn trước mặt cô ta không khác gì người bình thường ở thành Thiên Đô, chẳng lẽ sau khi vào vùng ngoài lãnh thổ, tu vi của Tiêu Chính Văn bị phế bỏ hết rồi. Đối với Tiêu Chính Văn mà nói, đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, dù sao Khổng Thiên Tường vẫn luôn ghi nhớ mối thù với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, nhanh! Không chờ cho Trần Nguyệt Nhi mở lời, đám người Khổng Thiên Tường và Hứa Tinh Nhi phía sau lưng cô ta đã bước lên, trên mặt mang theo nụ cười khẩy đáng sợ, quan sát Tiêu Chính Văn và nói Tiêu Chính Văn, thật trùng hợp. Khổng Thiên Tường đang định gây sự với Tiêu Chính Văn thì mấy đệ tử của Phủ Thành Chủ vừa lúc đi ngang qua, Trần Nguyệt Nhi nhân cơ hội vội vàng tiến lên, nói nhỏ với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, mau đi đi. Mấy người bọn họ đã lợi hại hơn xưa rồi. Đi ư, tôi thấy không cần đâu, nói thật cho anh biết, bọn tôi đã đột phá cảnh giới nhân hoàng rồi. Khổng Thiên Tường nói với vẻ mặt thách thức. Ồ, vậy xin chúc mừng nhé. Tiêu Chính Văn liếc nhìn đám người Khổng Thiên Tường, nói với vẻ hơi kinh ngạc. Thế nào, không ngờ đúng không? Khuôn mặt Khổng Thiên Tường lộ ra chút nham hiểm độc ác, cười khẩy nói. Quả thực không ngờ, Tiêu Chính Văn nhìn thấy Lý Tử Dương đã đi ra khỏi phủ họ Lý, quay đầu nói với Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng, lát nữa, các người tới đây tìm tôi. Nói xong bèn xoay người đi về phía Lý Tử Dương. Tiêu Chính Văn, anh có trốn cũng không trốn được đâu, Khổng Thiên Tường lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, trầm giọng nói. Tiêu Chính Văn không thèm quan tâm đến mấy người bọn họ, Thánh hội Vạn Tông của thành Thiên Đô sắp bắt đầu, hơn nữa mấy đệ tử của Phủ Thành Chủ đã qua đây đón anh. Quan trọng hơn là một đệ tử Phủ Thành Chủ trong số đó còn nói với anh, Khương Vi Nhan đã được đón từ thế tục đến vùng ngoài lãnh thổ, hiện giờ đang đợi Tiêu Chính Văn trong Phủ Thành Chủ. Anh Khổng, chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa được không? Trần Nguyệt Nhi quay đầu khuyên giải Khổng Thiên Tường. Chuyện quá khứ, hừ. Đâu có chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy. Khổng Thiên Tường lạnh lùng liếc nhìn Trần Nguyệt Nhi. Hắn không có ý định bỏ qua cho Tiêu Chính Văn như vậy. Dù sao, lúc ở giới thế tục, Tiêu Chính Văn gần như đã khiến hắn mất thể diện, hiện tại hắn đã đột phá cảnh giới nhân hoàng rồi, mà Tiêu Chính Văn thì sao? Đã biến thành một người bình thường. Như câu nói, anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn, giờ chính là lúc hắn rửa sạch nỗi nhục. Tiêu Chính Văn. Khổng Thiên Tường hét về phía bóng lưng của Tiêu Chính Văn, nhìn thấy Tiêu Chính Văn dừng bước, lúc này mới nói tiếp, ân oán giữa anh và tôi, hôm nay nhất định phải giải quyết gọn. Được, anh có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn thậm chí còn không quay đầu lại, đi thẳng về phía Phủ Thành Chủ. Khổng Thiên Tường nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang đi xa của Tiêu Chính Văn với vẻ thách thức, cười nhạt nói, hôm nay, ân oán giữa chúng ta nhất định phải được giải quyết gọn. Không phải là anh chết thì tôi chết. Nói xong, Khổng Thiên Tường vẫy tay, chỉ vào bảng hẹn đấu phía ngoài Phủ Thành Chủ, đi, chúng ta qua đó ký vào chiến thư, hôm nay Tiêu Chính Văn hắn đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Hẹn đấu là một trong những điểm quan trọng nhất của Thánh hội Vạn Tông, cho dù là đệ tử môn phái nào cũng có thể thách đấu với bất kỳ ai, đương nhiên, điều kiện là đối đầu công bằng, một chọi một. Anh Khổng, anh hơi quá đáng rồi đấy. Anh Tiêu. Anh ấy đã quá đáng ư, một chọi một thì không coi là tôi bắt nạt hắn mà, nói xong, đám người Khổng Thiên Tường và Hứa Tinh Nhi bèn bước qua đó. Chưa đầy mấy phút, Khổng Thiên Tường đã ký xong vào bảng hẹn đấu. Chỉ cần ký vào chiến thư, cho dù đối phương có thân phận gì đều phải ứng chiến, nếu không nhân tài trong thành Thiên Đô sẽ đồng loạt ra tay. Sau khi Khổng Thiên Tường viết tên của Tiêu Chính Văn, ngay cả đệ tử phụ trách đăng ký của thành Thiên Đô cũng sững sờ. Thách đấu với Tiêu Chính Văn, cùng với giọng nói của tên đệ tử kia vang lên, gần như toàn bộ Phủ Thành Chủ đều lập tức trở nên yên lặng. Nếu thách đấu người khác thì vẫn hợp tình hợp lý mà thông cảm được, nhưng thách đấu Tiêu Chính Văn thì không phải đang đi tìm cái chết sao. Ngay cả Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, người khác còn dám chọc vào người này. Chuyện gì vậy, ai thách đấu cậu Tiêu? Thanh Liên nhíu mày, nhìn về phía một đệ tử bên cạnh, nói. Bọn tôi cũng không rõ, đối phương chỉ là một tiểu bối cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Đệ tử kia quay đầu chỉ về phía Khổng Thiên Tường, nói. Nghe thấy câu trả lời này, Thanh Liên thậm chí còn không buồn nhìn Khổng Thiên Tường nữa, quay người lại nói với mấy tên đệ tử bên cạnh, đừng quan tâm đến bọn họ, mau đi chuẩn bị cho Thánh hội Vạn Tông. Lúc đầu, mọi người còn đang tò mò, thiên tài nào dám thách thức Tiêu Chính Văn,
nhưng sau khi phát hiện có mấy tên tiểu bối cảnh giới nhân hoàng đứng ở cửa, họ chợt cảm thấy vô vị. Lúc nào cũng có người tự tìm đường chết, nhưng sao hôm nay lại nhiều đến vậy? Lúc này, mọi người đều quay người đi về phía khu vườn sau của phủ thành chủ. Nói là vườn sau, nhưng cũng rộng mấy chục hecta, cả vườn toàn là hoa cỏ lạ mắt, hương thơm ngào ngạt. Khổng Thiên Tường thấy mọi người đều đi về phía vườn sau của phủ thành chủ, cũng đành phải đi theo. Mặc dù Khổng Thiên Tường là người nhà họ Khổng, nhưng nhà họ Khổng có rất nhiều nhánh nhỏ. Với xuất thân của Khổng Thiên Tường, chắc chắn không đủ tư cách để tham dự Thánh hội Vạn Tông ở thành Thiên Đô. Lần đầu đến vườn sau của phủ thành chủ, Khổng Thiên Tường cũng như tên nhà quê lên thành phố, nhìn đông ngó tây, không thể rời mắt khỏi hoa thơm cỏ lạ trong vườn. Hừ, tôi muốn xem kết cục của tên nhãi Tiêu Chính Văn hôm nay như thế nào, nhìn bóng dáng của Tiêu Chính Văn từ xa, Khổng Thiên Tường khịt mũi lạnh lùng nói. Lúc trước gặp Tiêu Chính Văn ở gần cổng thành, khí tức của Tiêu Chính Văn không khác gì người bình thường, bây giờ cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn của thế gia nào đó mà thôi. Nhưng dù là thế gia nào thì cũng thua kém nhà họ Khổng. Không thể vì một tên đệ tử ngoại môn mà trở mặt với nhà họ Khổng. Bên ngoài cổng phủ thành chủ, Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy vừa định bước vào thì đã bị đệ tử ở cửa chặn lại. Xin hai vị dừng bước. Hả? Khổng Thế Phương hơi sững sờ, người khác thì ông ta không nhận ra, nhưng ông ta chắc chắn biết Khổng Thiên Tường. Ngay cả Khổng Thiên Tường cũng có thể tự do ra vào, tại sao ông ta và Tư Mã Huy lại không thể? Các người có ý gì? Khổng Thế Phương hỏi với vẻ mặt không hài lòng. Thực xin lỗi, anh Tiêu nói nếu hai vị tới thì chỉ có thể đợi ngoài cổng, không được phép bước vào phủ thành chủ nửa bước. Đệ tử ở cửa nói thẳng. Cậu, Khổng Thế Phương chỉ vào đệ tử kia, không nói nên lời. Nhưng cuối cùng, ông ta và Tư Mã Huy cũng đành phải nhẫn nhịn, ngoan ngoãn đứng ở cổng đợi Tiêu Chính Văn ra. Không biết hôm nay có trận chiến lớn thế nào? Theo tôi biết, ngay cả cao thủ đại đế cấp 1 cũng tới rồi, Tư Mã Huy vừa nhìn vào trong phủ thành chủ, vừa nói với Khổng Thế Phương. Tôi cũng không rõ, chỉ là lúc nãy tôi nghe nói có người muốn khiêu chiến với Tiêu Chính Văn. Chắc chắn là vì sợ chúng ta nhìn thấy bộ dạng mất mặt của cậu ta, cho nên mới đặc biệt phái người chặn chúng ta ở cổng. Khổng Thế Phương chế nhạo. Ông ta ước Tiêu Chính Văn bị đánh bại, thậm chí bị thương nặng để giải tỏa cơn giận trong lòng. Này, cậu em, lúc nãy ai khiêu chiến với Tiêu Chính Văn thế? Tư Mã Huy bước lên, nói với đệ tử canh cổng của thành Thiên Đô. Hừ, đệ tử canh cổng cười khẩy, gần đây không biết vì sao có rất nhiều người muốn tự tìm đường chết. Có mấy tên tiểu bối từ Huyền Thiên Đạo Cung đến muốn khiêu chiến với anh Tiêu. Đúng là không biết sống chết. Nghe vậy, sắc mặt Khổng Thế Phương chợt thay đổi. Khổng Thiên Tường chẳng phải đến từ Huyền Thiên Đạo Cung sao? Lẽ nào Khổng Thiên Tường muốn khiêu chiến với Tiêu Chính Văn? Cậu em có biết người khiêu chiến với Tiêu Chính Văn tên gì không? Khổng Thế Phương nói với vẻ mặt khó coi. Chính là hắn. Đệ tử canh cửa đưa chiến thư ra. Trên đó có biết ba chữ Khổng Thiên Tường. Nhìn thấy ba chữ này, Khổng Thế Phương suýt ngất ngay tại chỗ. Còn chê nhà họ Khổng chưa đủ mất mặt hay sao? Cảnh giới nhân hoàng cấp 1 mà cũng dám khiêu chiến với Tiêu Chính Văn. Không nói đến việc mất mạng vô ích, quan trọng là mất mặt nhà họ Khổng. Đây không phải là vấn đề về thực lực, mà là vấn đề về chỉ số thông minh. Lẽ nào muốn tất cả mọi người đều chê cười nhà họ Khổng đã không có thực lực? Lại còn không có não sao? Quan trọng nhất là bây giờ nhà họ Khổng không thể đắc tội với Tiêu Chính Văn thêm nữa, vì vẫn còn mấy trăm đệ tử bị mắc kẹt trên núi Thái Thương. Cậu có thể cho tôi vào trong một lúc không? Tôi đảm bảo sẽ ra nhanh thôi, Khổng Thế Phương cười nói. Vào trong, anh Tiêu nói rồi, ông chỉ có thể đợi ở cửa, tiến vào nửa bước chính là thách đấu với phủ thành chủ chúng tôi, đệ tử vừa nói vừa đưa tay chạm vào kiếm ở hông. Anh ta chỉ là một đệ tử bình thường nhất trong phủ thành chủ, nhưng lại đại diện cho phủ thành chủ ở thành Thiên Đô. Hơn nữa, trong phủ thành chủ, ai mà không biết Tiêu Chính Văn là khách của Thanh Liên. Ý của Tiêu Chính Văn chính là ý chủ thành chủ Thanh Liên, ai dám làm trái. Từ điểm này, đừng nói là Khổng Thế Phương, ngay cả ông Lão Trục Nhật và Mạnh Hồng Nho đều không bao giờ nghĩ tới việc vượt qua ranh giới. Trừ khi bọn họ thật sự có ý định chống lại cả thành Thiên Đô. Cậu em này, tôi thật sự có, cho dù nhà ông phát tang thì cũng không được,
đệ tử kia nói xong liền rút kiếm ra, tiến lên một bước. Khổng Thế Phương dậm chân bất lực, ông ta không đủ dũng khí xông vào phủ thành chủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Khổng Thiên Tường tự tìm đường chết. Thánh hội Vạn Tông ở thành Thiên Đô cũng chính thức bắt đầu. Hôm nay, không chỉ thành Thiên Đô lấy ra một số bảo vật làm phần thưởng, mà ngay cả nhà họ Mạnh và nhà họ Khổng cũng vung tiền như nước. Bỗng chốc, bảo khí sáng rực rỡ trong vườn sau. Tử Doanh thánh nữ mới của thành Thiên Đô, được mười mấy hầu nữ vây quanh, như những vì sao vây quanh mặt trăng, xuất hiện trên pháp đài Thiên Đô ở giữa khu vườn. Lúc này, Nguyệt Nhu cũng đang ở trong đám người. Điều này lẽ ra thuộc về cô ta, nhưng lúc này đã bị Tử Doanh cướp mất. Mà tất cả đều là do Tiêu Chính Văn. May là trước đó, cô ta đã nhận được tin tức hôm nay trên Thánh hội Vạn Tông, sẽ có người xử lý Tiêu Chính Văn, trong lòng cô ta mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Lúc Tử Doanh bước lên pháp đài Thiên Đô, Khổng Thiên Tường và những người bên dưới đều lần lượt chắp tay cúi chào Tử Doanh. Đặc biệt là Hứa Tinh Nhi, mặt cô ta đầy vẻ ghen tị. Cô ta là, Trương Lăng Phong cũng kinh ngạc trước khí tức của Tử Doanh. Tử Doanh lúc này không chỉ xinh đẹp như tiên nữ, mà khí chất còn vô cùng phi thường, quả thực giống như tiên nữ hạ trần, khiến Trương Lăng Phong mê mẩn. Không chỉ hắn, mà không ít thế tử của các thế gia đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Tử Doanh. Đừng chỉ tay, Trần Nguyệt Nhi vội vàng kéo cổ tay Trương Lăng Phong, cảnh cáo, đó là thánh nữ của thành Thiên Đô. Thành Thiên Đô khác với các thành lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, đó là thành chủ đều là phụ nữ, sau khi thành chủ quy thiên, thánh nữ sẽ lên làm thành chủ. Ngay cả những nhân vật đứng đầu các thế lực lớn nhìn thấy thánh nữ cũng phải nể mặt vài phần. Chỉ là Trần Nguyệt Nhi thấy hơi khó hiểu, cô ta vốn là người của Thiên Cung Bắc Cực, lúc trước đã từng gặp thánh nữ Nguyệt Nhu. Nhưng vị thánh nữ trước mắt rõ ràng không phải Nguyệt Nhu. Còn không mau hành lễ đi, nhìn trộm thánh nữ đáng tội chết đấy. Hừ, ngay cả tôi cũng chỉ dám nhìn từ xa. Giết anh vì hành động vừa rồi cũng không ngoa chút nào, Khổng Thiên Tường kiêu ngạo nói. So về địa vị, nhà họ Khổng cũng chỉ có vài đệ tử cốt ván mới có thể ngang hàng với thánh nữ. Về phần Khổng Thiên Tường, ngay cả tư cách sách xếp cho thánh nữ cũng không có. Hai, thật đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa, nếu được đi vào trung tâm nhìn thì tốt biết bao, Đông Phương Tuyết Ngưng chỉ về vị trí gần pháp đài Thiên Đô. Cái gì, cô mà cũng muốn ngồi ở pháp đài Thiên Đô, cô chưa tỉnh ngủ phải không, Hứa Tinh Nhi mỉa mai. Hứa Tinh Nhi, đủ rồi đấy, Trần Nguyệt Nhi quay lại trừng mắt nhìn Hứa Tinh Nhi. Em nói sai sao? Đây là Thánh hội Vạn Tông của thành Thiên Đô, người có thể ngồi ở hàng đầu chắc chắn đều là nhân vật lớn đứng đầu một thế lực. Hai người họ lại mơ tưởng ngồi ở phía trước, đúng là không biết sống chết. Hứa Tinh Nhi nói xong lại liếc nhìn pháp đài Thiên Đô, chế nhạo, đừng nói là bọn họ, cho dù đệ tử của tông môn lớn như chúng ta đều không có tư cách phục vụ những nhân vật lớn đó. Cô ta vừa dứt lời, xung quanh phát ra một loạt những câu cảm thán. Chỉ thấy Tử Doanh đứng trên pháp đài Thiên Đô, khẽ giơ tay lên, bốn phương tám hướng phát ra vô vàn ánh sáng, vô số hương hoa phảng phất rơi xuống như mưa. Đồng thời một luồng sáng màu vàng kéo dài ra phía xa như một cây cầu trong không trung. Lúc này Khương Vi Nhan căng thẳng khoác tay vào cánh tay Tiêu Chính Văn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt nhìn mọi người ở đó. Lúc này mặc dù Khương Vi Nhan cũng đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng cấp 2, nhưng trong thế tục cô có khi nào gặp phải nhân vật tầm cỡ nhiều như vậy đâu. Đi thôi, mọi chuyện đã có anh rồi, nói rồi Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng xoa bàn tay Khương Vi Nhan, đưa cô lên cây cầu ánh sáng màu vàng. Sau khi bước lên cây cầu treo màu vàng, Khương Vi Nhan vẫn không yên tâm quay đầu sang nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu với cô. Khương Vi Nhan vốn dĩ đã xinh đẹp tuyệt trần, hôm nay lại ăn mặc kiều diễm. Hơn nữa còn trang điểm nhẹ lại càng như nàng tiên. Tử Doanh giơ tay lên, ánh sáng màu vàng đó đưa Khương Vi Nhan chậm rãi bay đến pháp đài Thiên Đô. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng không khỏi trố mắt. Sao lại là cô ta? Sao cô ta lại ở đây? Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng rất quen thuộc với Khương Vi Nhan, vừa nhìn đã nhận ra Khương Vi Nhan. Trần Nguyệt Nhi bên cạnh cũng ngây người. Dù sao cô ta cũng từng có duyên gặp được Khương Vi Nhan. Sao cô ta lại xuất hiện ở thành Thiên Đô? Trần Nguyệt Nhi cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô ta là ai? Người phụ nữ này rốt cuộc là ai thế?
trước đây chưa từng gặp cô ta ở phủ thành chủ lần nào. Không ít người cũng bắt đầu thì thầm bàn tán. Nhưng đa số đều cảm thấy ngờ vực, suy cho cùng đó là pháp đài thiên đô, chỉ có thành chủ và thánh nữ mới có thể bước lên, Tử Doanh là thánh nữ thiên đô, vậy Khương Vi Nhan có thân phận gì? Thánh hội vạn tông, bắt đầu. Khoảnh khắc Khương Vi Nhan bước lên pháp đài thiên đô, tâm trạng cũng bình tĩnh lại, lúc này mới tuyên bố với tất cả mọi người bên dưới. Lúc này dù là Tử Doanh cũng bị Khương Vi Nhan làm lu mờ nhan sắc. Cho đến lúc này, mọi người bên dưới mới bừng tỉnh, hóa ra hôm nay thánh nữ thiên đô cũng chỉ là vật nền của Khương Vi Nhan. Lúc này mọi người đều đang thầm suy đoán thân phận thật của Khương Vi Nhan. Nhưng không ai ngờ được mọi chuyện chỉ là vì Tiêu Chính Văn. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai, tại sao lại trông có vẻ quen thế? Khổng Thiên Tường cau mày nhìn Khương Vi Nhan, gương mặt này trông cực kỳ quen nhưng hắn nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Mấy người Hứa Tinh Như cũng nhíu mày nhìn Khương Vi Nhan. Dường như cũng đang suy đoán thân phận của đối phương. Ngộ nhỡ họ từng có duyên gặp nhau không chừng có thể đến hàng phía trước ngồi rồi. Dù sao đó cũng là người mà ngay cả thánh nữ thiên đô cũng cam lòng làm nền. Hừ, các người đúng là có mắt như mù. Trương Lăng Phong hừ một tiếng. Cả đoạn đường mấy người Khổng Thiên Tường không ai là không chế nhạo, giễu cợt hắn và Đông Phương Tuyết Ngưng, càng không xem giới thế tục ra gì. Hơn nữa lúc ở Huyền Thiên Đạo Cung, mấy lần Trương Lăng Phong suýt bị Khổng Thiên Tường dồn vào chỗ chết với danh nghĩa bị chém, giữa hai người họ đã có oán giận rất sâu. Lúc này Trương Lăng Phong sẽ không khách sáo với Khổng Thiên Tường. Không ngại nói cho anh biết, vị này là vợ của vua Bắc Lương Hoa Quốc, Khương Vi Nhan. Trương Lăng Phong càng nói càng kích động, thậm chí môi còn hơi run. Sư tỷ Hứa, như chị nói lúc nãy đấy, hai chúng tôi đều đến từ thế tục, nếu nhìn thêm một chút thì phải vứt mạng ở pháp đài thiên đô đấy. Bây giờ ngay cả thánh hội vạn tông của thành thiên đô cũng do đích thân cô Tiêu tuyên bố. Đúng là khiến người ta bất ngờ. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Không thể nào. Anh nói bậy. Khổng Thiên Tường và Hứa Tinh Nhi vừa nói vừa quay đầu sang nhìn Trần Nguyệt Nhi. Sư muội Trần, cô từng gặp vợ của Tiêu Chính Văn, cô nói xem người phụ nữ trên pháp đài là, không đợi Khổng Thiên Tường nói hết câu, Trần Nguyệt Nhi thở dài một tiếng, gật đầu nói, đúng thế, đó chính là Khương Vi Nhan vợ của Tiêu Chính Văn. Nghe cô ta nói thế, Khổng Thiên Tường và Hứa Tinh Nhi đều khiếp sợ. Nhưng càng khiến họ ngạc nhiên hơn là ngay khi Trần Nguyệt Nhi dứt lời, một vầng sáng dâng lên từ dưới chân Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng. Vài tỳ nữ của phủ thành chủ đợi ở một bên khác của vầng sáng đồng loạt cúi người chào, anh Tiêu mời ba vị lên trước. Nghe nói thế, hầu hết mọi người đều ngạc nhiên. Nhất là mấy người Khổng Thiên Tường và Hứa Tinh Nhi suýt nữa tối sầm mặt mày, ngất tại chỗ. Vì mấy tỷ nữ đó đều có tu vi khoảng chừng nhân hoàng cấp 5, dù là một ngón tay cũng có thể nghiền nát hai người họ. Tiền bối, cho hỏi. Không để Đông Phương Tuyết Ngưng hỏi xong, một tỷ nữ bên cạnh cười nói, các vị không cần đa lễ như vậy, mọi người là bạn của anh Tiêu thì cũng là khách quý của phủ thành chủ. Không cần đa lễ, nếu không thành chủ sẽ trách tội, tôi không gánh vác nổi. Một câu nói như thể một trận sấm chớp ập đến. Không ai có thể ngờ Tiêu Chính Văn lại có địa vị như vậy ở thành Thiên Đô. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng không khỏi nhìn nhau cười khổ. Mặc dù họ đã biết Tiêu Chính Văn không phải là người họ có thể đuổi kịp, nhưng cách biệt này khiến người ta không thể chấp nhận được. Hôm nay là ngày tổ chức thánh hội 100 năm một lần của thành Thiên Đô, những người đến tham gia có ai không phải là nhân vật tầm cỡ. Kéo bừa một người trong số những người này đều là người mà họ đều ngước nhìn. Nhưng không chỉ Khương Vi Nhan trở thành tâm điểm chú ý của cả thành Thiên Đô mà ngay cả họ cũng có thể được tiếp đãi đặc biệt, nếu nói hiện giờ Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường, ai dám tin. Lúc này Khổng Thiên Tường đã khiếp sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, cả người run lẩy bẩy. Chỉ riêng cảnh tượng vừa rồi thôi, hắn đã có thể đoán được kết quả, hôm nay không phải Tiêu Chính Văn bị bẽ mặt mà là họ hoàn toàn bẽ mặt. Công khai khiêu chiến với khách quý của phủ thành chủ có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết đâu. Mời, nói rồi tỷ nữ làm động tác mời với mấy người Trương Lăng Phong. Đông Phương Tuyết Ngưng quay sang nhìn Trương Lăng Phong, thấp thỏm sải bước lên bậc thềm. Trương Lăng Phong cũng bước lên.
Lúc này Khổng Thiên Tường cảm thấy như có hàng ngàn cung tên đâm xuyên qua tim. Hắn khó khăn lắm mới đạt đến cảnh giới Nhân Hoàng, nhưng bây giờ thì sao? Nhân Hoàng là gì cơ chứ? Nhân Hoàng lợi hại lắm sao? Trương Lăng Phong quay đầu lại hừ một tiếng với Khổng Thiên Tường và Hứa Tinh Nhi. Mấy người bước lên bậc thang đi đến chỗ cao nhất. Lúc này trên bục cao ngay cả những người đang đó đứng cũng là những nhân vật tầm cỡ có thực lực cực mạnh chứ đừng nói đến những người đang ngồi. Ở đây, Tiêu Chính Văn vẫy tay với mấy người Trương Lăng Phong. Anh Tiêu, chúng tôi vẫn nên đứng thì hơn nhỉ? Đứng, đứng thôi cũng đã rất vinh hạnh rồi, Trương Lăng Phong kích động đến mức hơi nói lắp. Ngồi đi, chúng ta đều là đồng bào đến từ Hoa Quốc, dĩ nhiên có tư cách ngồi ở đây, Tiêu Chính Văn chỉ vào mấy cái ghế bên cạnh. Các cao thủ đế cảnh ngồi ở đó đều đứng lên nhường ghế cho mấy người Trương Lăng Phong. Chương 4183 đám người Trương Lăng Phong vội vàng chắp tay cúi lạy với mấy vị cao thủ đế cảnh. Ông Lão Thiên Tinh ở bên cạnh liếc nhìn đám người Trương Lăng Phong, chỉ vào ghế ngồi nói, nếu đã là bạn của cậu Tiêu thì không cần đa lễ nữa. Mời ngồi, cảm ơn tiền bối, Trương Lăng Phong ngẩng đầu lên nhìn ông Lão Thiên Tinh, sau đó lại nhìn Thanh Liên ở bên cạnh, ngồi xuống với vẻ vô cùng dè dặt. Mấy người còn lại cũng ngồi xuống với tâm trạng thấp thỏm, lúc này Thanh Liên mới nhìn về phía xa, trầm giọng nói, chắc là đến rồi. Quả nhiên, giọng nói của bà ta vừa dứt, đã thấy ông Lão Trục Nhật và đám người Mạnh Hồng Nho đang cưỡi mây đi đến. Những nhân vật lớn có mặt cũng nhao nhao đứng dậy, chắp tay cúi chào về phía Mạnh Hồng Nho. Cậu Tiêu cũng ở đây à? Ông Lão Trục Nhật liếc nhìn Tiêu Chính Văn, trên mặt nở nụ cười khẩy u ám. Nói xong, ông Lão Trục Nhật quay người lại nhìn Thanh Liên, nói, thành chủ, lão già cổ hủ tôi không mời mà đến, mong thành chủ lượng thứ. Ông Trục Nhật nói đùa rồi, với thân phận của ông, có thể đến Thánh hội Vạn Tông của Thành Thiên Đô, đã là vinh dự cho Thành Thiên Đô rồi. Vẻ mặt của Thanh Liên cực kỳ nghiêm túc. Rõ ràng, bà ta không có thiện cảm với ông Lão Trục Nhật và mấy người nhà họ Mạnh như lời vừa nói. Quá lời rồi, ông Lão Trục Nhật chắp tay với Thanh Liên, sau đó tự mình tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Sau đó mới nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói thực ra, hôm nay là ngày trọng đại của Thành Thiên Đô, vốn dĩ, tôi không nên nói ra một số chuyện vụn vặt của Thiên Cung Bắc Cực làm mất hứng của mọi người. Có điều, chuyện này có liên quan đến tương lai của Thiên Cung Bắc Cực. Nên tôi cũng đành phải mặt dày mà nói ra mấy chuyện nhạt nhẽo này. Tôi nghe nói, Thánh hội Thiên Đô có thể giải quyết một số ân oán cá nhân trên võ đài, vì vậy tôi cũng muốn nhân cơ hội này nhờ cậu Tiêu chỉ bảo cho tài năng trẻ của nhà họ Khổng phía sau lưng tôi. Không biết ý kiến cậu Tiêu thế nào? Ông Lão Trục Nhật nói xong liền đưa mắt nhìn về phía Mạnh Hồng Nho ở bên cạnh. Không tồi, Thánh hội Vạn Tông vốn có thể thách đấu lẫn nhau. Đây cũng là một quy định bất thành văn của Thánh hội Vạn Tông. Trong những năm qua, sở dĩ Đông Vực xuất hiện lớp lớp nhân tài, cũng là nhờ Thánh hội Vạn Tông đã cho chúng ta kịp thời phát hiện ra nhân tài. Hơn nữa, thanh niên mà, đấu võ để mài giũa cũng có thể cùng nhau tiến bộ. Mạnh Hồng Nho hiểu ngầm trong lòng mà cố ý phụ họa thêm. Sư huynh, hôm nay là Thánh hội Vạn Tông của Thành Thiên Đô, chuyện của Thiên Cung Bắc Cực chúng ta. Hay là trở về rồi bàn bạc sau, ông Lão Thiên Tinh cau mày, nói. Chương 4184 sư đệ, đệ nói như vậy là không đúng rồi, theo tôi thấy, cậu Tiêu chưa hẳn sẽ từ chối đâu, ông Lão Trục Nhật cười nhạt, mở miệng nói. Đương nhiên, nếu nói mài giũa thì quá đơn điệu rồi, theo tôi thấy, chỉ bằng thay đổi quy tắc một chút, thế nào? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Hả, cậu Tiêu định thay đổi luật thế nào? Mạnh Hồng Nho cau mày, hỏi. Theo tôi thấy, chỉ bằng đổi mài giũa thành cuộc đấu sinh tử. Nếu đã muốn ra tay thì phải dứt khoát một chút, đỡ phiền phức cho mọi người. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh lập tức thay đổi. Cậu Tiêu, mọi người đều là bạn bè, hà tất phải bức, không chờ ông Lão Trục Nhật nói xong, Tiêu Chính Văn đột nhiên phất tay. Một đường ánh sáng vàng bèn bay ra từ trong ống tay áo. Ngay lập tức lao vút lên không trung. Ông Lão Trục Nhật ngước mắt nhìn thấy phổ trận của thuật phân thân, trong mắt lập tức lóe lên vẻ tham lam. Mọi người hà tất phải né tránh chứ? Chỉ cần có thể thắng tôi thì có thể lấy thuật phân thân này bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu muốn đánh thì phải như tôi nói, chiến đấu bằng tính mạng, cũng chỉ có như vậy mới đủ công bằng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.
Tiêu Chính Văn, chẳng lẽ anh thực sự nghĩ rằng bọn tôi sợ anh sao? Ngay khi giọng nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, Vương Vũ bèn bước ra khỏi đám người đầu tiên. Vương Vũ, tôi sẽ đánh với anh trận đầu tiên này. Chờ đã, ông lão Trục Nhật giơ tay ngăn Vương Vũ lại, quay đầu nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, chẳng lẽ cậu muốn đánh đến chết thật sao? Thực ra, sở dĩ Tiêu Chính Văn muốn sửa đổi quy tắc là đã có ý định giết đám người ông lão Trục Nhật. Những người này, hết lần này đến lần khác làm phiền anh, cho dù Tiêu Chính Văn không muốn trở thành kẻ thù của bọn họ, cũng nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Mặc dù Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh cũng cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng dù sao đây cũng là đề nghị của Tiêu Chính Văn nên bọn họ cũng không tiện nói thêm gì. Ông Trục Nhật, đại trưởng phu đã nói ra thì đâu có lý nào hối hận. Tôi nghĩ nên ủng hộ cách làm của cậu Tiêu. Mạnh Hồng Nho cũng lạnh lùng nói. Thực ra, bọn họ chỉ mong sao có thể giết chết Tiêu Chính Văn trên võ đài với danh nghĩa là một cuộc đấu võ. Mà sở dĩ ông lão Trục Nhật muốn xác nhận lại với Tiêu Chính Văn, chẳng qua là vì muốn mọi người đều nhìn thấy rằng Tiêu Chính Văn tự tìm cái chết chứ không phải bọn họ tính kế hãm hại anh. Nếu lúc này Tiêu Chính Văn hối hận, vậy thì tiếp theo bọn họ có thể vừa đấm vừa xoa, ép Tiêu Chính Văn phục tùng. Ông Mạnh, cậu Tiêu có ơn lớn với Thiên Cung Bắc Cực, nếu không có cậu Tiêu, e rằng bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực đến nay cũng chưa chắc có thể tìm lại được. Chương 4185. Bởi vậy, nếu làm cậu Tiêu bị thương, trong lòng lão già này làm sao yên tâm được? Ông lão Trục Nhật lắc đầu than thở với vẻ giả nhân giả nghĩa. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thanh Liên, nói, dù sao cậu Tiêu cũng là khách quý của phủ thành chủ, ngộ nhỡ người thanh niên của nhà họ Khổng lỡ tay đánh chết cậu Tiêu trên võ đài, e rằng chúng ta thậm chí còn không thể ra khỏi thành Thiên Đô nữa. Tiêu Chính Văn cười khẩy, thực ra anh sớm đã nhìn ra, ông lão Trục Nhật và Mạnh Hồng Nho kẻ sướng người họa, rõ ràng là đang cắt đứt đường lui của anh. Hơn nữa, ông ta nói vậy chẳng qua chỉ là muốn Thanh Liên và thành Thiên Đô không được nhúng tay vào chuyện này. Anh hoàn toàn có thể yên tâm, tôi tin rằng thành chủ Thanh Liên luôn là người chính trực, sẽ không can thiệp vào chuyện này đâu. Hơn nữa, Mạnh Hồng Nho tôi cũng tuyên bố, cho dù là ai chết trên võ đài, tôi cũng sẽ tuyệt đối không ra tay. Mạnh Hồng Nho nói với vẻ chế nhạo. Nếu ông Mạnh đã nói như vậy thì tôi cũng sẽ bày tỏ lập trường của mình ở đây. Cho dù tài năng trẻ của nhà họ Khổng có chết dưới tay của cậu Tiêu, tôi cũng sẽ không ra tay báo thù, ông lão Trục Nhật cũng nói theo. Còn hai vị thì sao? Mạnh Hồng Nho nói và quay lại nhìn Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh. Đồng ý với bọn họ đi. Tiêu Chính Văn đứng chắp tay sau lưng, mặc bộ đồ thể thao, giống như một người bình thường. Được rồi. Thành Thiên Đô sẽ không nhúng tay vào chuyện này, cho dù là ai sống ai chết, dựa theo ý trời. Thanh Liên khẽ gật đầu. Được, vậy tiếp theo, mọi người dõi mắt trông chờ nhé, nói xong, ông lão Trục Nhật quay đầu nhìn về phía võ đài. Theo giao ước của bọn họ, hiện tại Tiêu Chính Văn đã lọt vào bẫy đã được bố trí sẵn. Khổng Thành Long, cậu ra đấu mấy hiệp với cậu Tiêu đi. Ông lão Trục Nhật nói với vẻ vô cùng tự tin. Người thanh niên của nhà họ Khổng luôn ở phía sau ông lão Trục Nhật cũng từ từ tiến về phía võ đài. Hỏng rồi, nghe thấy ba chữ Khổng Thành Long, Thanh Liên mới biết Tiêu Chính Văn đã trúng kế. Sao vậy, ông lão Thiên Tinh nhìn về phía Thanh Liên với vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ ông không biết Khổng Thành Long là ai sao? Cậu ta không phải đệ tử của nhà họ Khổng, chẳng qua là trùng hợp cũng mang họ Khổng mà thôi. Thanh Liên cau mày, nói. Cái gì? Cậu ta không phải đệ tử nhà họ Khổng ư? Ông lão Thiên Tinh quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên kia. Cậu ta là đệ tử của Cổ Kiếm Thiên Tiên, một trong ba vị tiên ở vùng ngoài vũ trụ, nói chính xác là cậu ta đến từ vùng ngoài vũ trụ. Khi Thanh Liên nói ra câu này, ngay cả ông lão Thiên Tinh cũng không thể ngồi yên được nữa. Chương 4186. Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng, người thanh niên này lại là một cao thủ vùng ngoài vũ trụ. Như vậy cũng có nghĩa là trong số những người thế hệ trẻ tuổi ở thành Thiên Đô, căn bản không ai có thể là đối thủ của hắn. Thậm chí đến cả Tiêu Chính Văn cũng không ngoại lệ. Dù sao ở Đông Vực ai ai cũng biết ba vị tiên vùng ngoài vũ trụ, năm đó không ít cao thủ của Đông Vực đều chết dưới tay ba người này. Hơn nữa, ở cùng một cảnh giới, những cao thủ của Đông Vực còn kém xa các cao thủ ở vùng ngoài vũ trụ, hai bên hoàn toàn không thể đặt trên cùng một bàn cân. Mà Khổng Thành Long lại là đệ tử của một trong ba vị tiên vùng ngoài vũ trụ,
vậy lần này, e rằng Tiêu Chính Văn lành ít dữ nhiều rồi. Cậu Tiêu, theo tôi thấy, trận này, hay là thôi đi. Ông Lão Thiên Tinh vội vàng khuyên giải. Thực ra trước đó, ông Lão Thiên Tinh quả thực có chú ý đến người thanh niên này, nhưng không ngờ rằng, hắn lại có bối cảnh lai lịch như vậy. Khi ông Lão Trục Nhật nói ra cái tên Khổng Thành Long này, ngay cả Mạnh Hồng Nho cũng sững sờ một giây. Trước đó, ông Lão Trục Nhật đã từng nói, vì người này mà nhà họ Khổng đã hiến tế tinh huyết của năm đệ tử nhà mình, ông ta luôn nghĩ rằng Khổng Thành Long chính là người nối nghiệp tiếp theo được nhà họ Khổng chú tâm bồi dưỡng. Thế nhưng hoàn toàn không ngờ rằng hắn lại đến từ vùng ngoài vũ trụ. Chỉ dựa vào bối cảnh lai lịch này, đừng nói là đại đế, ngay cả đích thân đế quân cũng phải có phần kính nể hắn. Lúc này, Mạnh Hồng Nho khó có thể bình tĩnh được nữa, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ông Lão Trục Nhật. Trận chiến này bị hủy bỏ, ông Trục Nhật, ông không nên mời người của vùng ngoài vũ trụ đến lăng nhục tài năng trẻ thành thiên đô, đây là một cuộc đấu không cân sức. Thanh Liên vỗ nhẹ lên bàn, giọng lạnh lùng, nói. Thành chủ Thanh Liên, lời này của bà không đúng rồi, cậu ta quả thực có xuất thân từ vùng ngoài vũ trụ, nhưng bây giờ đã gia nhập nhà họ Khổng nên là đệ tử nhà họ Khổng. Đệ tử nhà họ Khổng thách đấu thế hệ trẻ tuổi của thành thiên đô, có gì không được sao? Ông Lão Trục Nhật liên tục cười nhạt, nói. Chả trách vừa rồi ông ta tự tin như vậy. Vào lúc này, tất cả mọi người đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, cho dù bọn họ chưa từng nghe đến cái tên của Khổng Thành Long, nhưng cao thủ vùng ngoài vũ trụ tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể so sánh được. Cùng một cảnh giới gần như bất khả chiến bại, hơn nữa, khi đối mặt với cao thủ vùng ngoài lãnh thổ, luôn có thể chinh phạt ngược chiều, cho dù là đấu với cao thủ cao hơn mình vài cảnh giới nhỏ, cũng có sức chiến đấu. Huống hồ, lúc này Tiêu Chính Văn chỉ có cảnh giới đế cảnh cấp 2 mà thôi, Khổng Thành Long lại là đế cảnh cấp 3. Thế nhưng, cậu Tiêu chỉ có cảnh giới đế cảnh cấp 2, Khổng Thành Long lại là đế cảnh cấp 3, công bằng sao? Thanh Liên vẫn dựa vào lý lẽ để tranh luận. Chương 4187 đương nhiên là công bằng rồi. Bởi vì người đề xuất trận đấu sinh tử chính là cậu Tiêu, chúng tôi có ai ép cậu ta làm như vậy đâu, ông Lão Trục Nhật cười khẩy, nói. Cho dù bây giờ sự thật bị vạch trần, nhưng vì lúc nãy đã xác nhận hết lần này đến lần khác với Tiêu Chính Văn, do đó, trận đấu này là không thể tránh khỏi. Ông Trục Nhật, lời này của ông, thành chủ Thanh Liên, dù sao bà mới là người quản lý của thành thiên đô này, tôi đương nhiên nể mặt bà, trận này cũng có thể hủy bỏ. Nhưng Tiêu Chính Văn nhất định phải giao thuật phân thân ra, đồng thời phải cúi đầu xin lỗi tôi. Ông Lão Trục Nhật cười nhạt, nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lời này vừa nói ra, ngay cả Thanh Liên cũng tức giận. Tiêu Chính Văn, đừng nói với tôi là anh sợ rồi đấy. Thấy Tiêu Chính Văn không trả lời, Vương Vũ cũng chen ra khỏi đám người, nói với vẻ châm chọc. Bây giờ tu vi của hắn có tiến bộ lớn, sớm đã bước vào cảnh giới đế cảnh cấp 3, vì vậy. Hắn mới không sợ gì như vậy. Đồng thời, cũng là đang ép Tiêu Chính Văn nói lời giữ lời, đấu với Khổng Thành Long. Tiêu Chính Văn lạnh lùng quay đầu nhìn Vương Vũ, trong lòng nổi lên ý định muốn giết chết hắn. Nhìn tôi cũng không có ích gì, nếu anh thực sự không dám đấu với anh Khổng, vậy Vương Vũ tôi rất vui lòng chơi cùng anh. Vương Vũ bước đi như một vị anh hùng, đi tới trước Tiêu Chính Văn. Giờ phút này, hắn lại một lần nữa ngưng tụ khí tức của rồng. Hơn nữa, con rồng nhỏ kia đã lớn hơn trước đây gấp bội. Anh cũng muốn thách đấu tôi ư? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Vương Vũ, nói. Sao, anh sợ rồi à? Nếu sợ thì quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Vương Vũ lạnh lùng gào lên. Trong hư không đột nhiên nổi lên một vùng sóng gợn, cùng lúc, ngón tay Tiêu Chính Văn chỉ ra. Ngay sau đó, một tiếng rồng gầm mạnh mẽ vang vọng khắp trời đất. Một con rồng lớn màu tím bay ngang đến. Cái gì? Lúc Vương Vũ nhìn thấy con rồng màu tím kia, không nhịn được mà hít sâu một hơi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Tiêu Chính Văn lại có thể điều động được khí tức của rồng. Hơn nữa, với dáng vẻ của con rồng lớn kia, không biết lớn hơn mấy ngàn lần con rồng nhỏ phiên bản bỏ túi của hắn. Một luồng sức mạnh to lớn hào hùng vô song từ 9 tầng mây che phủ xuống, Vương Vũ lúc này, đến cơ hội ngọ nguậy cũng không có. Trong phút chốc, cơ thể của Vương Vũ vỡ nát thành từng mảnh, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh thịt. Tiêu Chính Văn lập tức vươn tay nắm lại trong hư không, con rồng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn. Chương 4188 cho cô. Nói xong,
Tiêu Chính Văn thuận tay ném con rồng nhỏ về phía Đông Phương Tuyết Ngưng. Tiêu Chính Văn vừa giơ tay lên, những mảnh thịt nát dưới đất kia lập tức hóa thành xương máu bay tản ra. Đã nói rồi, chỉ quyết sống chết, không phân cao thấp. Mấy chữ này vừa được nói ra khỏi miệng, cả phủ thành chủ đều trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ đầy kinh ngạc. Chỉ là tùy ý đánh một đòn, lại có thể nghiền nát Phương Vũ, thiên tài thế hệ trẻ tuổi nổi danh lâu nay thành bột mịn. Vào lúc này, ngay cả Nguyệt Nhu và Mạnh Phi Vũ cũng bị dọa đến tê cả da đầu, hai chân run rẩy. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng nhìn thấy mà đổ mồ hôi lạnh, Khổng Thiên Tường đang quan sát tất cả những điều này từ phía xa, mặt trắng như tờ giấy, toàn thân run lẩy bẩy. Ừ, không tồi, với sức chiến đấu của anh, xứng đáng làm đối thủ của tôi. Khổng Thành Long quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, khẽ ngoắc ngón tay. Vương Vũ thậm chí còn không chặn nổi một đòn của Tiêu Chính Văn, điều này khiến Khổng Thành Long hơi ngạc nhiên, có điều, hắn vẫn không xem Tiêu Chính Văn ra gì. Dù sao, một đòn như vậy, hắn cũng có thể làm được. Ngay sau đó, một luồng khí tức đáng sợ lập tức nổ tung trong hư không, một bóng người lóe lên, Khổng Thành Long đã đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Đòn đánh này của hắn đủ để làm rung chuyển cả vùng đất trời. Cùng với đòn đánh kinh khủng đó, ngay cả trong hư không cũng hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ. Con rồng lớn màu tím đang lượn quanh người Tiêu Chính Văn cũng bị phá vỡ trong nháy mắt. Bất cứ một đòn đánh nào của cao thủ vùng ngoài vũ trụ cũng không phải là thứ mà cường giả vùng ngoài lãnh thổ có thể so sánh được. Hơn nữa, đòn đánh này của hắn còn âm thầm hợp với đạo trời, vì vậy mới có thể phá tan khí tức của rồng của Tiêu Chính Văn. Đối mặt với đòn đánh kinh thiên động địa của hắn, Tiêu Chính Văn cũng đáp trả không chút do dự. Cùng lúc đó, một đường sáng đỏ lóe lên, thiên đạo luân hồi cũng đồng thời được đánh ra. Giống như một chiếc cò quay khổng lồ hình thành một bức màn trời trong hư không, lúc này, ngay cả một vùng trời đất cũng bị đòn đánh của Tiêu Chính Văn làm rung chuyển. Xem ra anh vẫn không hiểu, trận pháp của các người hoàn toàn chẳng là gì đối với cao thủ vùng ngoài vũ trụ. Nói đến đây, Khổng Thành Long cười nhạt, phất tay áo, một luồng gió mạnh bắn ra. Phất tay một cái đã có thể kéo theo lực của đạo trời. Lúc này, vô số người thốt lên kinh ngạc, thiên đạo luân hồi chính là thuật bí truyền của nhà họ Mạnh, lại bị Khổng Thành Long phá vỡ dễ dàng như vậy, đây còn là người sao? Tiêu Chính Văn, mặc dù trước mặt mọi người, anh thâm sâu khó lường, nhưng tầm hiểu biết của anh còn kém quá xa, thế giới này, hoặc nói là vũ trụ này, đâu phải là thứ mà các người có thể hiểu được. Khổng Thành Long lại vung một quyền đánh về phía Tiêu Chính Văn. Chương 4189 lúc này, Tiêu Chính Văn cũng nhìn ra một chút manh mối từ trong luồng gió mạnh lúc nãy. Thực ra, Khổng Thành Long không tác động đến đạo trời ở vùng ngoài lãnh thổ, có thể nói, hắn ta cùng một nhịp thở với vùng ngoài vũ trụ, đường đạo trời kia không thuộc về trái đất này, mà là đến từ một nơi nào đó trong vũ trụ. Thì ra là như vậy, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, nói. Lúc này, cú đấm đầy uy lực của Khổng Thành Long đã tới gần. Tiêu Chính Văn hơi lùi ra sau một bước, sau đó cũng đưa nắm đấm lên đỡ lấy. Cú đấm thoạt nhìn bình thường nhưng lại khiến cho cả thành Thiên Đô đều phải chấn động. Theo tôi được biết, dù anh đối chiến với bất cứ ai thì đều có thể đoạt mạng đối phương chỉ với một đòn, có điều hôm nay xem ra anh dường như anh lại lực bất tòng tâm rồi. Khổng Thành Long khinh thường đòn công kích của Tiêu Chính Văn, thậm chí còn tỏ rõ thái độ đàn áp Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy Khổng Thành Long gần như lấn át hoàn toàn Tiêu Chính Văn, ông lão Trục Nhật đắc ý vuốt râu. Vừa mới giao đấu mà Tiêu Chính Văn đã rơi vào thế yếu, chẳng bao lâu nữa Tiêu Chính Văn sẽ phải chết trong tay Khổng Thành Long thôi. Phải biết rằng Khổng Thành Long là đệ tử của một trong ba vị tiên ở vùng ngoài vũ trụ, xét riêng cảnh giới đế cảnh cấp 3 đã là sự tồn tại có chiến lực vô song rồi. Dù là đại đế đấu với Khổng Thành Long thì cũng không nắm chắc được phần thắng. Huống hồ Tiêu Chính Văn chỉ có cảnh giới đế cảnh cấp 2. Mà lúc này, mỗi một đòn của Khổng Thành Long đều chấn động bốn phương, giống như một ngôi sao băng nhỏ lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Ngay cả đất trời một phương cũng bị khí tức khủng bố này làm cho chấn động, khoảng không thậm chí còn xuất hiện cả vết nứt. Kiểu hiện tượng kỳ dị này rõ ràng quá đỗi khủng bố. Cả người Khổng Thành Long ngập tràn ánh hào quang, khí thế dâng trào. Dùng phong thái từ trên cao nhìn xuống để nhìn khắp xung quanh. Sau khi hắn giơ một tay lên đỡ trời và phát ra một tiếng gầm lớn, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía thanh thiên giáo đang dần hình thành trong tay hắn.
không để cho mọi người hoàn hồn trở lại, Khổng Thành Long đã tay cầm thiên giáo đâm thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Mũi thiên giáo này có thể nói bản thân nó chính là một kiểu thể hiện của đạo trời, chỉ có điều loại đạo trời này không thuộc về trái đất mà thuộc về vùng ngoài vũ trụ. Dù vậy thì cũng không phải là thứ mà khí tức của rồng có thể ngăn cản được. Để tôi xem anh còn có thể chống đỡ được bao lâu. Bây giờ anh có hối hận cũng đã muộn rồi, giết anh cũng có thể lấy được trận phổ. Khổng Thành Long cười lạnh lùng nói. Ồ, anh thật sự tự tin như vậy sao? Tiêu Chính Văn đáp lại một câu với vẻ mặt hết sức bình thản. Chương 4190 e rằng anh vẫn còn chưa biết nhỉ, trong hoàn cảnh cùng cấp bậc, vùng ngoài vũ trụ của tôi chính là sự tồn tại vô địch, thế nhưng đáng tiếc là anh thậm chí còn chẳng tới đế cảnh cấp 3. Cũng có thể nói, ở trước mặt anh, tôi chính là bầu trời mà anh vĩnh viễn chẳng thể vượt qua được. Mà ở trong mắt tôi thì anh lại nhỏ bé giống như con kiến ở trên mặt đất, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ biến thành một cái xác lạnh băng ngay thôi. Trong mắt Khổng Thành Long lóe lên ánh sáng hung hãn, lúc này, thiên giáo của hắn đã kề sát Tiêu Chính Văn. Mạnh Hồng Nho vẫn luôn quan sát trận chiến, lại nhíu mày rất chặt. Ông ta nhớ rằng hình như trong tay Tiêu Chính Văn vẫn còn một cây giáo bá vương và cả con dao quân đội năm cạnh, thế nhưng mãi tới bây giờ, Tiêu Chính Văn vẫn chưa sử dụng tới cây giáo bá vương, lẽ nào cậu ta còn có con át chủ bài nào khác? Tiêu Chính Văn, tất cả những chuyện này đều là do cậu tự mình chuốc lấy, ban nãy rõ ràng cậu vẫn còn cơ hội dập đầu nhận tội, đáng tiếc là dù cho bây giờ cậu có quỳ xuống trước mặt mọi người thì cũng khó mà tránh được cái chết. Ông lão Trục Nhật lạnh lùng chế nhạo. Thanh Liên nhíu mày liếc nhìn Khổng Thành Long, vội vàng nhắc nhở cậu Tiêu, người của vùng ngoài vũ trụ có thân xác cường hãn hơn chúng ta rất nhiều, tuyệt đối đừng cận chiến với cậu ta. Nếu không thì chính là tự mua dây buộc mình, thế lực các phương ở vùng ngoài vũ trụ đều có điểm cực kỳ đặc thù, chính là sự cường hãn của da thịt rõ ràng đã đến ngưỡng khủng bố. Dù là một đứa trẻ 3 tuổi thì cũng không phải là người mà cao thủ vùng ngoài lãnh thổ có thể tùy tiện giết chết. Thế nhưng ngược lại, cao thủ vùng ngoài vũ trụ lại thường có thể tùy ý giết chết cao thủ cao hơn mình hai bậc cảnh giới nhỏ trong điều kiện cận chiến. Vậy nên Thanh Liên hiểu rõ chỉ cần cận chiến với Khổng Thành Long thì cũng tượng trưng cho việc may mắn của Tiêu Chính Văn đã tới hồi cạn kiệt rồi. Thật đáng tiếc, Tiêu Chính Văn đã chẳng thể né tránh được nữa rồi, chỉ cần tới giai đoạn cận chiến thì ngôi sao mới nổi là Tiêu Chính Văn sẽ phải lụi tàn ngay thôi. Ông lão Trục Nhật cười lạnh lùng nói. Quả thực hơi đáng tiếc. Tiêu Chính Văn nói rồi lại lùi ra sau một bước. Trương Lăng Phong bên cạnh đã không thể ngồi yên được nữa, quay đầu nói với mọi người, lẽ nào mấy người vẫn chưa phát hiện ra đánh tới bây giờ mà anh Tiêu vẫn chẳng bị thương chút nào, điều này nói lên cái gì? Còn dám ở đó chế nhạo anh Tiêu, mấy người xứng sao? Bị hắn nhắc nhở như vậy, đám người lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Đừng thấy Khổng Thành Long vẫn luôn chiếm thế chủ động mà lầm. Dù là ứng chiến hay né tránh thì cho tới bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn chẳng có chút tổn hại gì, thậm chí ngay cả góc áo của Tiêu Chính Văn, Khổng Thành Long vẫn chẳng thể chạm vào được. Cũng có thể nói, Khổng Thành Long vẫn chỉ đang tốn công vô ích. Không đúng, Tiêu Chính Văn không hề ở thế yếu, cậu ta, mãi tới giờ, đám người mới hiểu hóa ra Tiêu Chính Văn vẫn luôn dùng cách này để khiến cho Khổng Thành Long tiêu hao thể lực. Hừ, tôi không tin là anh có thể trốn được mãi. Mặc dù Khổng Thành Long cũng hiểu rõ dụng ý của Tiêu Chính Văn, thế nhưng hắn căn bản chẳng buồn bận tâm tới chuyện này. Chỉ là hắn vẫn luôn đắn đo từ khoảnh khắc ban nãy, Tiêu Chính Văn cứ tránh né, không chịu đối chọi với hắn rốt cuộc là tại vì sao? Chương 4191 dù khí tức rồng của Tiêu Chính Văn bị vô hiệu, trận pháp cũng mất đi quá nửa công năng, thế nhưng cũng không tới mức liên tục né tránh chứ. Cận chiến. Ai nói là Tiêu Chính Văn tôi không giỏi cận chiến thế? Vừa nói, lồng ngực của Tiêu Chính Văn đột nhiên lóe lên một ánh sao sắc lạnh. Thanh giáo giải liệt long màu đỏ lập tức bay ra. Hay lắm, Tiêu Chính Văn, muốn so cận chiến, 10 tên của vùng ngoài lãnh thổ mấy người hợp lực lại cũng chẳng bằng chúng tôi. Khổng Thành Long siết chặt thiên giáo, thẳng thừng ra đòn. Vào khoảnh khắc thiên giáo của hắn đụng vào thanh giáo giải liệt long màu đỏ của Tiêu Chính Văn. Trong mắt Khổng Thành Long đột nhiên lóe lên vẻ không dám tin. Chuyện này sao có thể? Khổng Thành Long kinh ngạc nhìn về phía bàn tay bị rách toác ra của mình, máu tươi đang men theo cổ tay nhỏ xuống đất. Thế nhưng không để Khổng Thành Long hoàn hồn trở lại, thanh giáo dài của Tiêu Chính Văn đã xoay chuyển, đánh bay thiên giáo trong tay Khổng Thành Long, đồng thời giơ chân đá thẳng vào vùng bụng của Khổng Thành Long.
Bốp, cùng với một tiếng kêu rất lớn, cả cơ thể của Khổng Thành Long bay ngược ra sau. Thế nhưng Tiêu Chính Văn chỉ giơ tay lên bắt lấy, một lực hút mạnh đã kéo Khổng Thành Long trở lại, đồng thời anh lại giơ chân đá thẳng vào chân trái của Khổng Thành Long. Rắc, khi một tiếng vang truyền tới, Tiêu Chính Văn vẫn chưa dừng tay lại, mà lên gối húc thẳng vào mặt Khổng Thành Long. Khụ, đột nhiên máu tươi chảy lênh láng khắp mặt Khổng Thành Long. Nếu như bàn về võ thuật hay kỹ năng cận chiến, Tiêu Chính Văn đã nói mình số 2 thì ai dám tự nhận số 1. Lúc còn ở Bắc Lương, Tiêu Chính Văn chỉ dựa vào cú đấm cú đá để đoạt mạng, mặc dù cao thủ vùng ngoài vũ trụ dựa vào độ cứng của da thịt, trời sinh đã có ưu thế cận chiến, thế nhưng trước mặt võ thuật hung tàn thì căn bản chẳng đáng để nhắc tới. Cao thủ vùng ngoài vũ trụ mấy người rất giỏi cận chiến sao? Vừa nói, Tiêu Chính Văn lại giơ chân đá gãy hai mấu xương sườn của Khổng Thành Long. Nếu so về cận chiến thì không có ai dám tự xưng mình vô địch ở trước mặt người Hoa Quốc. Vừa nói, Tiêu Chính Văn lại tung ra hai cú đấm liên tiếp đánh bay mấy cái răng của Khổng Thành Long. Lúc này, không chỉ có đám người bên dưới nhìn tới ngây ngốc mà ngay cả mấy người Long Ngao cũng đờ cả ra, đây không phải là quân thể quyền cơ bản nhất sao? Hơn nữa ngay cả vật lộn tự do cũng chưa đánh đã khiến Khổng Thành Long ra nông nỗi này rồi. Nhìn thấy Khổng Thành Long không ngừng có thêm vết thương mới, Trương Lăng Phong không khỏi nuốt nước bọt, kinh ngạc nói anh Tiêu lại dùng tới quân thể quyền. Chương 4192 trong giới thế tục, đặc biệt là ở Hoa Quốc, không phải ai cũng biết quân thể quyền, nhưng ít nhất ai cũng có thể hiểu được nó. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra ngay. Vì vậy, trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc. Quân thể quyền đơn giản lại có thể phát huy uy lực mạnh như vậy sao? Không ngờ tên này lại có thể biến thứ mục nát trở nên thần kỳ. Chỉ với một chiêu võ công đơn giản như vậy mà đánh bại được Khổng Thành Long sao? Khổng Hồng Nho nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, trong lòng dâng lên cảm giác ớn lạnh. Nghiêm túc mà nói, trong trận chiến này, Khổng Thành Long đã thua, hơn nữa còn thua một cách thảm hại. Chỉ là không ai nói rõ mà thôi. Không, tôi không thể thua được, Khổng Thành Long tức giận quát lớn. Hắn không thể chấp nhận được sự thật này. Sao hắn có thể thua trước một tiểu bối trong giới thế tục được chứ? Hắn là cao thủ ở vùng ngoài vũ trụ, đừng nói là Tiêu Chính Văn, ngay cả Mạnh Hồng Nho cũng chưa chắc đã có thể đánh bại hắn. Một tên tiểu bối trong giới thế tục như anh sao có thể so sánh với mấy trăm năm tu luyện khổ hạnh của tôi? Khí tức của Khổng Thành Long bỗng tỏa ra mạnh mẽ, hắn nhẫn nhịn cơn đau, đứng lên lần nữa. Lúc này, do từ trường mạnh mẽ, một cơn gió bão từ trường hình thành ngay trên được hình thành trên võ đài. Nó không thuộc về trận pháp, mà chỉ đơn thuần là sức mạnh từ trường. Tiêu Chính Văn chỉ bình tĩnh nhìn Khổng Thành Long, để gió thổi tung mái tóc, quần áo xộc xệch trong gió. Kẻ ngốc đi theo Thánh Hiền ngàn năm thì vẫn là kẻ ngốc. Có một số điều thời gian không thể bù đắp nổi. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn lại di chuyển. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay anh phóng xuyên qua cơ thể Khổng Thành Long một cách vô tình. Máu tươi bắn ra trên không trung, trong chớp mắt, cả người Khổng Thành Long đã đầy máu. Không, không thể nào, Khổng Thành Long tức giận gầm lớn. Ở trước mặt Tiêu Chính Văn, hắn còn không có sức đánh trả, nhưng trước đó, hắn vẫn luôn chiếm ưu thế. Tuy nhiên lúc này, không chỉ đòn tấn công của hắn hoàn toàn vô dụng trước Tiêu Chính Văn, mà ngay cả khí tức bảo vệ cơ thể hắn cũng trở thành vật trang trí. Trong chớp mắt thanh giáo dài liệt long màu đỏ kia phóng ra như rồng bay, mỗi cú tấn công đều đâm sâu vào tứ chi của Khổng Thành Long. Máu bắn tung tóe, nhưng thanh giáo lại không dính chút máu nào. Chương 4193 giờ phút này, Khổng Thành Long đã vô cùng tuyệt vọng. Nói về trận pháp, hắn không thắng nổi Tiêu Chính Văn, so về sức mạnh, hắn lại thua Tiêu Chính Văn, ngay cả cơ thể cũng bị Tiêu Chính Văn nghiền nát. Không chỉ hắn không dám tin vào chuyện này, mà ngay cả đám người xung quanh cũng không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Tiêu Chính Văn đã đạt đến cảnh giới quy chân, một hành động nhỏ cũng có thể dung hợp với trời đất. Cho dù thực lực của một người mạnh đến đâu thì cũng không thể chống lại nổi sức mạnh trời đất. Lúc này e rằng một cái búng tay của Tiêu Chính Văn cũng đủ để phá hủy mọi thứ trong vòng trăm km, Khổng Thành Long làm sao có thể tưởng tượng được loại sức mạnh này. Với sức mạnh cuồng bạo, khoảng không lại bùng nổ, Tiêu Chính Văn đánh bay Khổng Thành Long từ trên trời rơi xuống. Phụt, Khổng Thành Long giống như một con chó chết,
bị đánh ngã trên mặt đất. Một giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn cũng hạ xuống đất, sau đó anh giơ chân dẫm lên chân trái của Khổng Thành Long. Rắc, a, tiếng hét chói tai chấn động cả không gian, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy tê dại. Nhìn thấy bắp chân của Khổng Thành Long bị đánh gãy, máu xương tràn ra ngoài, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Cảnh tượng này quá tàn bạo, tuy nhiên, thường chỉ có phương pháp này là hiệu quả nhất. Nhìn thấy một bên bắp chân của mình bị giẫm nát, hai mắt Khổng Thành Long đỏ ngầu, hắn gầm lên một tiếng rồi tung nắm đấm. A, à, cả bầu trời xa xôi cũng bị cú đấm của hắn kéo theo mà lắc lư. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ búng tay một cái, cũng đã chặt gãy cánh tay của hắn. Cơn gió cuồng bạo nổi lên, nhưng đừng nói đến việc khiến Tiêu Chính Văn bị thương, mà ngay cả một góc áo cũng chẳng thể động vào nổi. Tất cả mọi người dưới khán đài đều tê dại, lúc này dường như không phải hai người đang chiến đấu nữa, mà là hai vị thần đang tung ra một đòn tàn khốc. Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn giết được Khổng Thành Long. Anh thu thanh giáo dài liệt long màu đỏ lại, rồi nắm chặt tay. Ngay sau đó, nắm đấm sắt của Tiêu Chính Văn rơi xuống người Khổng Thành Long như mưa. Mỗi nắm đấm đều xuyên qua da thịt, vô số máy thịt bay ra, tay chân của Khổng Thành Long gãy hết, toàn bộ xương trắng lộ ra ngoài. Đừng mà, cứu tôi với, Khổng Thành Long không thể chịu đựng được sự đau đớn tột cùng, liền cất tiếng kêu la thảm thiết. Khổng Thành Long hiện tại đã bị đánh tan nát, không còn nhìn ra hình người. Chương 4194 ông trục nhật. Nếu đánh nữa, Khổng Thành Long sẽ không sống nổi mất, Mạnh Hồng Nho quay lại nhìn ông lão Trục Nhật, nhỏ giọng nhắc nhở. Dừng tay, ông lão Trục Nhật không thể ngồi yên được nữa. Ông ta vốn tưởng rằng đây sẽ là một trận tàn sát Tiêu Chính Văn, nhưng không ngờ, Khổng Thành Long lại bị Tiêu Chính Văn giết chết. Dừng tay ư, Tiêu Chính Văn chế nhạo, đồng thời, vung một cú đấm nặng nề nữa vào vai Khổng Thành Long. Tôi bảo cậu dừng tay. Ông lão Trục Nhật cũng không còn bình tĩnh như trước nữa mà trợn mắt quát Tiêu Chính Văn, cậu ta rõ ràng đã thua rồi, cậu cũng nên dừng tay đi. Cậu muốn giết người sao? Nên dừng tay, ngay từ đầu đã nói trận chiến sinh tử phải đấu đến cùng. Bây giờ hắn vẫn chưa chết, sao tôi có thể dừng tay? Tiêu Chính Văn chế nhạo. Tiêu Chính Văn, nếu cậu còn dám động đến cậu ta thì đừng trách tôi tàn nhẫn, ông lão Trục Nhật nói xong, khí tức đại đế quanh người đột nhiên bùng lên. Sư huynh, chúng tôi đã nói trước rồi, không được câm miệng. Chỉ cần ông còn nhận tôi là sư huynh thì câm miệng lại, ông lão Trục Nhật lạnh lùng quát. Thân phận của Khổng Thành Long vô cùng đặc biệt, hắn không chỉ đến từ vùng ngoài vũ trụ, mà còn là người liên lạc giữa nhà họ Khổng và thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Nếu hắn bị đánh chết, hậu quả sẽ rất khó lường, thậm chí cả nhà họ Khổng cũng sẽ bị liên lụy. Tôi nói một câu công bằng nhé. Mạnh Hồng Nho nói xong liền đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn Tiêu Chính Văn, bất kể lúc trước hai người đã thỏa thuận thế nào, nhưng bây giờ thắng thua đã rõ, mọi người đều là người Đông Vực, hà tất gì phải đấu đến mức kẻ sống người chết. Hơn nữa, ông Trục Nhật cũng coi như là người của Thiên Cung Bắc Cực, đã là người đồng môn, tại sao phải chém giết lẫn nhau? Tiêu Chính Văn cười nhạt, lắc đầu nói, thật xin lỗi, hắn đã đồng ý đấu trận sống chết, vậy thì hắn nhất định phải chết. Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cậu sao? Ông lão Trục Nhật thấy Tiêu Chính Văn muốn giết người, cũng thấy hơi sốt ruột. Khí tức mạnh mẽ tỏa ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Tôi thấy ông hiểu lầm rồi. Ngay từ đầu, tôi cũng không định giết hắn. Ông mới là người đáng chết nhất. Chỉ cần ông dám đấu trận sống chết với tôi thì tôi sẽ tha cho hắn. Nếu ông không dám ứng chiến... Vậy thì quỳ lạy tạ tội trước mặt người dân thiên hạ đi. Giọng của Tiêu Chính Văn vang lên như chuông, vọng khắp phủ thành chủ. Nghe vậy, ngay cả Thanh Liên cũng thay đổi sắc mặt. Chương 4195 dù sao ông lão Trục Nhật cũng là cao thủ đại đế, Tiêu Chính Văn lại muốn khiêu chiến với đại đế sao? Nghe vậy, ông lão Trục Nhật không tức giận mà cười nói, tôi có nghe lầm không vậy? Cậu muốn khiêu chiến với tôi hả? Tiêu Chính Văn lại giẫm lên xương của Khổng Thành Long, lạnh lùng nói, ông cho rằng Vương Vũ và Khổng Thành Long có tư cách để tôi ra tay sao? Giết bọn họ tôi cũng thấy bẩn tay, người tôi thật sự muốn giết là ông. Lẽ nào ông thật sự cho rằng Tiêu Chính Văn tôi hiền lành dễ bắt nạt à? Ông năm lần bảy lượt khiêu khích tôi, ông nghĩ ông là ai? Tiêu Chính Văn nhìn thẳng vào ông lão Trục Nhật, trong mắt hiện lên sát khí.
Không một ai ngờ được Tiêu Chính Văn ngay từ khi bắt đầu lại đang tính kế với ông lão Trục Nhật. Ngay cả ông lão Thiên Tinh và Thanh Liên lúc này cũng sững sờ. Đó là ông lão Trục Nhật đấy. Từ mấy trăm năm trước đã từng đi theo sư tổ của Thiên Cung Bắc Cực chém giết bốn phương ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Giờ đây Tiêu Chính Văn lại dám khiêu chiến với ông ta. Hơn nữa ông lão Trục Nhật mới là cường giả thực thụ. Ngay từ khi ông ta vừa mới tới thành Thiên Đô, tất cả tông môn đều cử người tới chào hỏi, điều này đã có thể nhìn ra được manh mối rồi. Cậu Tiêu, tuyệt đối không được đâu, sư huynh huynh ấy là, hừ. Ông lão Thiên Tinh vẫn chưa nói hết câu đã bị ông lão Trục Nhật ngắt lời ngay lập tức. Muốn giết tôi ư, hừ, cậu mà cũng xứng. Thật là nực cười, ông lão Trục Nhật nói rồi phá lên cười. Lúc này, một hư ảnh cực lớn đột nhiên xuất hiện, đó là một con rồng đỏ khổng lồ, mặc dù chỉ là hư ảnh của đầu rồng, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được mùi máu tanh nồng. Lúc này, dường như ánh mặt trời trên cao cũng bị sắc máu xâm chiếm. Luồng khí tức khủng bố này thậm chí còn khiến cho không ít thành viên của huyết tộc phải hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Con rồng đỏ này hoàn toàn khác với tim rồng xích long mà Tiêu Chính Văn có được, đây là một con thương long uống máu, cái đầu rồng khổng lồ kia đại diện cho những kẻ từng bị ông lão Trục Nhật giết hại. Có thể nói, số cao thủ chết trong tay ông ta ít nhất phải trên 10.000 người. Đây mới là sự thể hiện chiến lược thực thụ, đồng thời cũng là một kiểu chứng minh đầy tính khủng bố. Cùng với sự xuất hiện của hư ảnh đầu rồng khổng lồ, một trụ sáng màu máu chiếu thẳng xuyên xuống. Mà trụ sáng đó dường như còn thông thẳng tới cả âm phủ đen tối. Sắc máu vô tận bao trùm xuống, cả thành Thiên Đô đều chìm trong tử khí, âm u tột độ. Gừ, sau khi đầu rồng màu máu khổng lồ kia phát ra một tiếng rồng ngâm cực lớn thì lập tức hòa vào làm một với ông lão Trục Nhật. Chương 4196 phạm vi cả trăm dặm xung quanh, tất cả những ngọn núi đều sụp đổ, tất cả những dòng sông đều bị chặn đứng. Ngay cả hư không cũng như thể đang run rẩy không ngừng. Khi ánh sáng màu đỏ tản đi, ông lão Trục Nhật đã ở cái tuổi gần đất xa trời trước mắt đột nhiên biến thành một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ. Chiến giáp màu đỏ càng phát ra sắc đỏ chói mắt, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, cường tráng mạnh mẽ. Sư huynh, đạo huynh Trục Nhật, đại trưởng lão, lúc này, vô số nhân vật cấp ông lớn ngồi cạnh pháp đài đều đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía ông lão Trục Nhật với sắc mặt biến đổi. Trục Nhật, ông đừng quên nơi này là thành Thiên Đô của tôi. Sắc mặt Thanh Liên đột nhiên lạnh tanh, lập tức đứng dậy nhắc nhở một câu. Lúc này, ông lão Trục Nhật rõ ràng đã có ý định giết người, thế nhưng với thân phận và địa vị của ông ta, nếu như ra tay với Tiêu Chính Văn thì là đang phá vỡ hai chữ công bằng. Huống hồ Thanh Liên hiểu rõ hơn ai hết trong số ba người Nhật Nguyệt Tinh thì ông lão Trục Nhật là người có chiến lực mạnh nhất. Dù hai người Thiên Tinh và Thiên Nguyệt liên thủ lại thì cũng chưa chắc đã có thể là đối thủ của ông ta. Tiêu Chính Văn mà giao đấu với ông ta thì kết quả chỉ có một. Đó chính là cái chết. Thế nhưng bây giờ, Thanh Liên đã gửi gắm toàn bộ tương lai của thành Thiên Đô lên trên người Tiêu Chính Văn. Dù là vì thành Thiên Đô, Thanh Liên cũng tuyệt đối không cho phép Tiêu Chính Văn bỏ mạng tại nơi này. Ông lão Trục Nhật từ từ quay đầu lại nhìn Thanh Liên nói, thành chủ Thanh Liên, ban nãy bà cũng nghe thấy rồi. Không phải tôi không giữ lời mà là cậu ta quá mức ngông cuồng. Đứng trước mặt vô số đồng đạo tới từ khắp nơi trên thiên hạ công khai khiêu chiến với tôi, nếu như tôi không tỏ chút thái độ thì sau này sao còn mặt mũi gì mà đi lại ở Đông Vực? Lẽ nào thành chủ Thanh Liên lại muốn khai chiến với nhà họ Khổng chúng tôi sao? Lời này vừa thốt ra, ngay cả Thanh Liên cũng hơi do dự. Vì thành Thiên Đô, bà ta có thể lật mặt với ông lão Trục Nhật. Thế nhưng tuyệt đối không thể vì một mình Tiêu Chính Văn mà tuyên chiến với cả nhà họ Khổng. Không chỉ là thành Thiên Đô không có cái gan đó, nhìn ra cả Đông Vực, thậm chí là cả vùng ngoài lãnh thổ, ai có thể có cái gan và thực lực như thế. Thấy Thanh Liên không lên tiếng nữa, lúc này ông lão Trục Nhật mới nhìn về phía Tiêu Chính Văn mà nói, thằng danh ngu dốt, cậu có biết tôi là ai không? Lão tổ của Thiên Cung Bắc Cực chính là gia sư của tôi. Nhìn khắp cả Đông Vực, có mấy người không biết tới tên tôi. Chương 4197 ông lão Thiên Tinh thấy ông lão Trục Nhật quả thực đã có ý định chết người thì vội vàng đứng dậy nói, đại sư huynh, nổi giận vì một kẻ vãn bối thì hơi mất thân phận. Hơi mất thân phận ư, hừ, chỗ này có phần cho ông lên tiếng sao? Ông lão Trục Nhật lạnh lùng quát một tiếng rồi áp chế khí tức của ông lão Thiên Tinh. Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, thả người ra hay chết?
Ông lão Trục Nhật lúc này đã nổi giận thực sự, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người Khổng Thành Long. Đối diện với sát khí ngút trời của ông lão Trục Nhật, Tiêu Chính Văn rõ ràng lại hết sức bình tĩnh, dưới cái nhìn chăm chăm của vô vàn đôi mắt, Tiêu Chính Văn khẽ giơ chân lên, một chiếc ủng da sáng loáng đáp thẳng xuống mặt Khổng Thành Long. Rắc, khi bàn chân Tiêu Chính Văn dùng lực, một tiếng kêu cực lớn cũng vang lên ngay sau đó. Phọt, bộ óc đỏ trắng lẫn lộn bắn ra mấy mét phía xa, Tiêu Chính Văn lại dám dẫm nát đầu của Khổng Thành Long ngay trước mặt ông lão Trục Nhật. Ngay sau đó, một tiếng vang rất lớn truyền tới, cái xác không đầu lập tức hóa thành bụi máu, thậm chí ngay chút vụn thịt cũng không còn sót lại. Ngay lập tức, hào quang trải đầy trời, ánh sáng tưởng chừng như vô hạn. Cao thủ đế cảnh cấp 3 mất mạng từ đây. Tôi đã nói rồi, ngày hôm nay một mất một còn, Tiêu Chính Văn bình thản giống như chỉ vừa mới dẫm nát một con kiến mà thôi. Nhìn thấy Khổng Thành Long tới cuối cùng còn chẳng giữ lại được xác, ông lão Trục Nhật hoàn toàn nổi điên. Chết, một chữ chết phát ra, sắc máu lập tức bao phủ nền trời, vô số tia sáng màu đỏ bắn thẳng ra xa vạn dặm. Sát khí vô tận khiến cho bầu trời cũng phải biến sắc đó trực tiếp bao trùm lấy cả thành Thiên Đô. Chỉ thấy ông lão Trục Nhật dùng thanh kiếm dài trong tay chỉ ra, một luồng kinh lôi cứ thế giáng xuống, tạo ra một cái hố lớn rất sâu bên trên võ đài. Chỉ một lần vung tay đã có thể thao túng ý chí đất trời, đây rõ ràng chính là thủ pháp vô địch thiên hạ. Khí tức của Tiêu Chính Văn cũng lập tức biến đổi theo, một hình thái cực âm dương xuất hiện dưới chân anh, sức sống vô tận xung quanh đều bị rút cạn ngay lập tức và điên cuồng chảy vào trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Gừ, lại một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên, ba con rồng lớn xích kim bạch lập tức hiện ra cơ thể thực thụ cao cả mấy chục nghìn mét, uốn lượn bên cạnh Tiêu Chính Văn. Cùng lúc này, một con thương long màu tím cũng lập tức ngưng tụ thành thân rồng trăm mét, cặp mắt rồng chậm rãi nhìn về phía ông lão Trục Nhật. Chương 4198 cùng lúc này, Tiêu Chính Văn giơ một tay lên, cây giáo bá vương ánh lên tia sáng màu bạc, khí tức bá đạo tới từ viễn cổ bao trùm khắp cả khoảng trời. Mũi giáo này giống như phá nát cả dòng chảy thời không, cứ thế lao thẳng về phía ông lão Trục Nhật. Kiếm khí cùng với ánh giáo va vào nhau, ngay cả hư không xung quanh cũng trở nên nát vụn. Loại khí tượng này rõ ràng quá mức khủng bố. Thanh Liên cũng vội vàng khởi động đại trận hộ thành, bảo vệ lấy phủ thành chủ và cả thành Thiên Đô vào bên trong. Thế nhưng chỉ là dư âm của màn đối chọi giữa đôi bên cũng khiến cho núi sông nghìn dặm bên ngoài thành Thiên Đô trở thành đống đổ nát chỉ trong nháy mắt. Chả trách cậu lại có gan khiêu chiến với tôi. Xem ra Khổng Thành Long chết không hề oan uổng. Ở trên người cậu lại có tới ba trái tim rồng, thật là vượt ngoài dự liệu của tôi. Ông lão Trục Nhật nhìn về phía Tiêu Chính Văn bằng cặp mắt phát sáng. Ba trái tim rồng rõ ràng có sức hấp dẫn còn lớn hơn cả thuật phân thân. Chỉ cần lấy được trái tim rồng và dung hợp chúng, ông lão Trục Nhật tự tin rằng thực lực của mình còn có thể nâng cao hơn nữa, thậm chí còn đạt tới ngưỡng đế quân cũng chưa biết chừng. Chính vì sở hữu ba trái tim rồng nên việc Tiêu Chính Văn là vô địch thiên hạ trong cùng thế hệ cũng chẳng có gì kỳ lạ. Đáng tiếc là dù cậu có sở hữu tim rồng thì cũng không đủ tư cách để đối đầu với tôi. Tôi đã chinh chiến khắp thiên hạ từ mấy trăm năm trước, chỉ riêng số thiên tài chết trong tay tôi cũng đã lên tới mấy chục nghìn người rồi. Ngày hôm nay, tôi sẽ dùng cậu để tế kiếm, nói xong, ông lão Trục Nhật đột nhiên chém ra một nhát kiếm. Nhát kiếm này dường như chia cắt hoàn toàn cả đất trời, ánh kiếm càng khủng bố như sự phát nổ của sao trời. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại có chiến lực như vậy. Chúng ta còn lâu mới bì được với đối thủ ở đẳng cấp này. Khổng Thế Phương đứng trước cửa thấy hơi ớn lạnh sống lưng, trợn mắt há mồm nói. Thực lực của Tiêu Chính Văn thực sự quá mạnh, thậm chí bọn họ căn bản chẳng thể tưởng tượng nổi. Đám thanh niên đứng quan sát chiến đấu cũng đồng loạt phát ra những tiếng cảm thán, đừng nói là sánh vai với Tiêu Chính Văn, dù có cho bọn họ thêm 1.000 1.000 năm thì cũng khó mà đuổi kịp được Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn chân đạp trên hình thái cực âm dương, đồng thời khởi động lực trời đất. Sau đó một mũi giáo đâm ra, trực tiếp phá tan một đòn toàn lực của ông lão Trục Nhật. Đám người đứng quan sát bên dưới lập tức nhốn nháo, ngay cả Mạnh Hồng Nho cũng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Không ngờ, người này lại đạt đến trình độ như chúng ta. Mặc dù Mạnh Hồng Nho không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Câu nói này của ông ta đã nâng Tiêu Chính Văn lên đến độ cao của đại đế. Tuy nhiên, tất cả mọi người xung quanh đều bị kinh ngạc đến mức sững sờ bởi cuộc đại chiến trước mắt.
đặc biệt là những người tới xem trận chiến từ Tây Vực và Nam Vực, lúc này bọn họ kinh hãi há hốc mồm, không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Chương 4199 hôm nay bọn họ đến đây để tham quan học hỏi, thế nhưng, ai có thể ngờ rằng, một tiểu bối trẻ tuổi lại có thể chiến đấu không phân thắng bại với một nhân tài như ông lão Trục Nhật. Hơn nữa, bọn họ sớm đã nghe nói đến tên tuổi của Tiêu Chính Văn, nhưng từ trước đến nay, bọn họ đều xem Tiêu Chính Văn là một tiểu bối mới lớn trong giới thế tục mà thôi. Chưa bao giờ quan tâm chú ý đến, khi tận mắt chứng kiến khí thế ngang ngược của Tiêu Chính Văn, lúc này cũng không nhịn được mà cảm thán không ngớt. Nhìn chung, thế hệ trẻ của Âu Lục và Phi Lục, đừng nói là so với Tiêu Chính Văn, e rằng những con em ưu tú nhất trong số bọn họ, ngay cả tư cách sách xếp cho Tiêu Chính Văn cũng không có. Nói cách khác, nhìn ra toàn thế giới hiện nay, trong thế hệ trẻ tuổi, căn bản không có người nào có thể sánh ngang với Tiêu Chính Văn. Sau khi phá tan uy lực nhát kiếm của ông lão Trục Nhật, Tiêu Chính Văn liền giơ tay chỉ lên trời. Trận pháp thiên tinh cửu diệu đánh thẳng về phía ông lão Trục Nhật. Cũng là một trận pháp kinh thiên động địa, nhưng thiên tinh cửu diệu lại là tuyệt kỹ của Hạo Thiên Sáng Thế nổi danh. Những người thế hệ lớn tuổi ở vùng ngoài lãnh thổ, hầu như không ai không biết, không ai không hay. Ánh sao lạnh như băng rơi xuống, như thể ngay cả mặt đất đều bị ánh sao che phủ lên một lớp sương lạnh. Không chịu thua kém, ông lão Trục Nhật lập tức chém ra ba nhát kiếm, phá tan sát ý của thiên tinh cửu diệu. Nói về trận pháp, ông lão Trục Nhật tự tin hơn rất nhiều so với Khổng Thành Long. Dù sao, ông ta cũng đã từng chém giết ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, sự hiểu biết đối với trận pháp, cùng với sự vận dụng lực đất trời, đều không phải là thứ mà thế hệ sau có thể so sánh được. Thằng danh rốt nát, còn có thủ đoạn gì cứ việc sử dụng đi, ông lão Trục Nhật cười nhạt, nói với vẻ thách thức. Nếu nói rằng đòn đánh vừa rồi do đích thân Hạo Thiên Sáng Thế thực hiện, có lẽ ông ta căn bản không có khả năng chạy thoát thân. Nhưng Tiêu Chính Văn dù gì cũng không phải là Hạo Thiên Sáng Thế, mặc dù đều nguy hiểm đáng sợ như nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị ông lão Trục Nhật tìm thấy một cơ hội sống. Giọng nói của ông lão Trục Nhật vừa dứt, thanh kiếm dài trong tay ông ta lại vung ra lần nữa. Trong phút chốc, sông núi đảo ngược, nhật nguyệt tối tăm, trên bầu trời phát ra một trận ầm ầm cực lớn, như thể vào lúc này, ngay cả đất trời cũng sắp sụp đổ. Đầu rồng màu máu kia lại xuất hiện một lần nữa, nhất thời, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không khỏi lui về sau ba bước. Bởi vì khí tức này đã không còn là kiếm khí đơn giản nữa, mà còn kèm theo khí tức của rồng cùng đánh tới. Ồ, dù sao cảnh giới của ông Trục Nhật cũng rõ rành rành ra đó, cộng thêm sức chiến đấu của ông ta thâm sâu khó lường, cho dù Tiêu Chính Văn này có khác biệt như thế nào, có ngạo mạn tứ phương ra sao thì cũng căn bản không có sức để so sánh được với cao thủ thế hệ lớn tuổi như chúng ta. Nếu chỉ đối phó với mấy tên tiểu bối, có lẽ còn có thể lội ngược dòng, nhưng đối mặt với ông Trục Nhật thì đâu có dễ. Một ông già đế cảnh bên cạnh chậm rãi mở miệng bình luận. Thực ra không phải bọn họ không ưa Tiêu Chính Văn, có thể đạt tới bước như hiện tại ở độ tuổi chưa đầy 30, có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Ngay cả những người như Bạch Khởi, Hạng Vũ ở cùng thời kỳ cũng căn bản không thể hy vọng đuổi kịp thành tựu như ngày hôm nay của Tiêu Chính Văn. Nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu là thứ được tích lũy qua năm tháng, từng chút mài luyện ra, cho dù Tiêu Chính Văn có tài năng hơn người, nhưng sự chênh lệch về phương diện này cũng không thể bù đắp được. Hơn nữa, người mà anh đối mặt lúc này là ông lão Trục Nhật, người có thực lực mạnh nhất trong ba người Nhật Nguyệt Tinh. Nói chính xác hơn, ông lão Trục Nhật đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của Thiên Cung Bắc Cực. Chương 4200 lúc này, Tiêu Chính Văn cũng khẽ cau mày, với thực lực và cảnh giới hiện tại của anh, muốn dùng một chiêu đánh bại ông lão Trục Nhật giống như giết chết Khổng Thành Long thì căn bản là không thể làm được. Sức chiến đấu cộng với kinh nghiệm chiến trường của ông lão Trục Nhật quả thật không phải là thứ mà những đối thủ Tiêu Chính Văn đã từng gặp trước đây có thể so sánh. Đặc biệt là khả năng lý giải trận pháp, đối phương thậm chí còn không thua kém gì Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy ông lão Trục Nhật lại giơ kiếm chém tới, tay Tiêu Chính Văn cầm thanh giáo dài, khua giáo tiếp đòn. Keng, dưới sự va chạm của giáo và kiếm, chỉ riêng lực chấn động phản lại đã phá vỡ khoảng không xung quanh. Tiêu Chính Văn lùi lại một bước, mà ông lão Trục Nhật lại không động đậy gì. Chỉ riêng cảnh này cũng đủ để chứng minh được sự dũng mãnh của ông lão Trục Nhật. Với thực lực của cậu, muốn thắng tôi thì còn quá sớm đấy. Ông lão Trục Nhật liên tục cười khẩy. Cho dù Tiêu Chính Văn có dùng mọi thủ đoạn thì theo như ông ta thấy,
cũng chẳng qua là trò chơi nhà tròi của đám trẻ con mà thôi. Ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, thủ đoạn gì mà ông ta chưa từng thấy, trận đại chiến nào mà ông ta chưa từng trải qua. Trong số những đối thủ đó, đối thủ nào chẳng phải là đẳng cấp kinh thiên động địa. Người nào không phải là nhân vật giống như con cưng của trời. Tiêu Chính Văn khẽ mỉm cười, sau đó cất cây giáo bá vương, chậm rãi lùi lại một bước. Sao, như vậy mà đã nhận thua rồi à? Không phải cậu nói muốn giết tôi ư? Thằng danh rốt nát, cậu thực sự cho rằng cậu là thiên hạ vô địch sao? Ông lão Trục Nhật phát một tay sau lưng, vẻ mặt thách thức nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Quả thật, thực lực của Tiêu Chính Văn rất đáng kinh ngạc, nhưng một tên tiểu bối chỉ có cảnh giới đế cảnh cấp 2, lại dám nói sằng bậy rằng sẽ đánh đến chết với một cao thủ thế hệ lớn tuổi cảnh giới đại đế, quả thực là quá khinh suất rồi. Đúng vậy, quả thực muốn giết ông khó hơn giết Khổng Thành Long rất nhiều, nhưng không phải là không thể. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía ông lão Trục Nhật. Hừ, ngạo mạn, danh con, chỉ dựa vào bản lĩnh nói mồm thì không giết nổi tôi đâu. Mặc kệ cậu kiêu ngạo như thế nào, tôi muốn xem, cậu còn có thể chống đỡ được mấy hiệp. Vừa nói, ánh sáng đỏ xung quanh người ông lão Trục Nhật lại xuất hiện, một trụ sáng màu đỏ như từ 9 tầng mây chiếu xuống, chiếu thẳng vào người ông lão Trục Nhật. Cùng với đường sáng màu đỏ chiếu xuống, ông lão Trục Nhật dường như đang điên cuồng khôi phục lại thể lực, còn áo giáp chiến đấu màu đỏ càng phát ra ánh hào quang đẹp mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.